Sau khi đưa vào chụp chiếu toàn phần, tất cả lại ra ngồi ghế đá chờ. Lúc này, người đàn ông kia mới nói: "Tôi trông cô quen lắm nhé, hình như cô bán bánh bao ở ngã ba Hoa Lư phải không?" "Vâng, tôi hay mua ở đấy. Công ty tôi hay phải tăng ca về khuya nên mua bánh nhiều. Công nhận bánh của cô làm ngon lắm, ngọt vừa phải nên ăn không bị chán." Được khách khen nên Lê cũng có chút vui. Đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh mở, bác sĩ đẩy thằng Bin từ xe lăn ra nói: "Cháu bé bị gãy chân nhé, người nhà ra đóng tiền rồi đi theo bác sĩ bó bột cho cháu." Tất cả gật đầu, người đàn ông đi đóng viện phí, còn ba người theo bác sĩ bó bột cho Bin. Bà Lộc nói nhỏ với Lê: "Này, nó đi đóng tiền thật hay là lừa thế để chạy? Mẹ nghi lắm, đáng lý phải cho cái Vân đi cùng mới phải." "Không sao đâu mẹ, người ta có lòng đưa nó vào đây là tốt lắm rồi. Thực tế thằng cu chạy ra đường mới xảy ra sự, chuyện không may thôi mà. Nếu người ta mà có ý định chạy thì chẳng chạy ngay từ lúc mới tông trúng nó, chứ mang vào đây cho mất việc." Cái Vân gật đầu nghe có lý. Vào đến phòng, Lê ngồi ôm chặt lấy thằng Bin để cho người ta cố định băng bó chân. Thằng con đau đớn giãy giụa đánh trả cả Lê, bàn tay bé tí và đông đốt vào mặt Lê, nhưng cô không thể vì đau mà thả nó ra, bởi cô biết nết không giữ chặt nó rất có thể bác sĩ sẽ bó lệch, sau này lớn lên chân sẽ cong hoặc khập khiễng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thậm chí là tương lai của nó. "Ngậm mồm vào, mày định ăn vạ ai nữa? Ai cho mày chạy ra đường mà còn khóc lóc? Tao lại bảo người ta lái xe tông cho què nốt chân bên kia bây giờ." Khi thằng Bin giãy giụa đánh Lê thì Vân tát vào mặt nó một cái khiến tất cả đứng hình. Lê quay ra trách: "Khiếp, sao cô đánh cháu đau thế?" "Đau thì nó mới ngoan được." Đúng thật, nhờ cái tát lệch hàm của Vân mà thằng cu ngồi ngoan hơn hẳn. Người thanh niên kia cũng vừa đóng tiền viện chạy vào xem bó bột. Lúc sau thì thằng cu cũng xong, dìu nó ra ghế đá ngồi. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 11 giờ. Người đàn ông lạ mặt đưa ra một sấp tiền tầm 3 triệu rưỡi cùng một cái hóa đơn, nhẹ giọng người ta trình bày: "Bây giờ cháu cũng bó bột xong rồi, người ta cũng bảo không vấn đề gì khác. Tiền bó bột cho cháu hết 1 triệu rưỡi, hóa đơn thanh toán tôi đã thanh toán hết rồi. Còn 3 triệu rưỡi này là tiền tôi bồi thường sức khỏe cho cháu, mong gia đình mình nhận lấy. Chuyện cũng không ai mong muốn cả." Khi người thanh niên chìa tiền ra thì tuyệt nhiên cả ba người không một ai đứng ra nhận. Lê Láo Điên nhìn bà Lộc, nhưng bà cũng chẳng biết thế nào. Cuối cùng Lê nói: "Thật ra chúng tôi không phải là bố mẹ, cũng chỉ là bà, là bác của cháu thôi. Anh đã có lòng đưa cháu nó vào đây, thôi thì anh chờ thêm chốc lát nữa xem bố mẹ cháu đến nói thế nào." Người thanh niên kia thở hắt ra rồi gật. Lê không dám quyết, bởi Lê biết bố mẹ nó chốc lát sẽ tới đây. Đến như bà Lộc còn không dám quyết thì cô làm gì dám. Người kia ngồi nói chuyện với gia đình. Sau một lúc nói chuyện, Lê mới biết ra người này là Tú, làm trưởng phòng trong công ty đối diện với xe bánh của mẹ con cô, cách chừng 100 mét. Thảo nào người ta lại biết bánh nhà cô ngon là phải. Qua cách nói chuyện, Lê thấy anh Tú này đàng hoàng, chỉ tiếc là vướng vào chuyện tai bay vạ gió, lại vô tình làm kẻ xấu. Tú có xin số điện thoại để sau này hỏi thăm thằng Bin và thi thoảng đặt bánh mang đến công ty cho nhân viên thuận tiện. Còn bị ngã xe lúc trưa 10 giờ, nhưng đến gần 12 giờ trưa, hai vợ chồng mới đụng đỉnh dắt nhau vào. Tới nơi Liên lao vào ôm chầm lấy thằng bé, rơm rớm nước mắt, nói oán trách: "Con ơi, con có làm sao không con? Sao lại bó bột thế này? Anh, chính anh là người gây tai nạn phải không? Anh đi đứng kiểu gì mà tông vào nó thế hả?" Hai vợ chồng xuống vào, nói người đàn ông tội nghiệp không ra gì. Nếu ai là bố hoặc là mẹ, nghe tin con bị tai nạn, cũng đều giận dữ như thế cả. Nhưng Lê thừa hiểu, nếu chúng nó thương con thật, thì đâu đến nỗi nghe tin con ngã, mà giờ quá trưa rồi mới lao vào. Anh Tú kia vẫn điềm đạm giải thích rằng anh không hề muốn rằng chính thằng bé lao từ trong sân ra đuổi lấy quả bóng nhựa nên mới xảy ra sự tình. "Nãy tôi có đưa cho cô Lê đây
một phiếu thanh toán viện 1,5 triệu và 3,5 triệu tiền mặt coi như đền bù. Ai cho chị cầm tiền của người ta? Tôi mượn chị cầm hả? Có 3 triệu tiền mặt mà anh cho như bố thí, định cứ thế là đi ư? Liên quát vào mặt Lê khi nghi ngờ Lê lấy 3 triệu là quá rẻ. Với hai con mắt long sòng sọc như phát điên, ăn tươi nuốt sống Tú, anh này vẫn nhẹ nhàng giải thích. Chị hiểu lầm chị Lê kia rồi. Tôi có đưa, nhưng chị ấy không nhận. Chị ấy nói chờ anh chị vào viện giải quyết. Tôi đã cho cháu nó kiểm tra toàn bộ rồi. Cháu chỉ bị gãy chân thôi, ngoài ra không bị làm sao cả. Anh lại chẳng nói như thế. Ngày hôm nay nó không sao, nhưng ngày mai, ngày kia, anh có dám chắc không? Nhớ mày nó bị chấn thương sọ não, liệt xong chết ra đấy, thì làm sao? Biết anh ở đâu mà truy trách nhiệm? Bà Lộc nghe con dâu chối quá, thì lắc đầu liền gọi xe về nhà. Lê cũng toan về với bà Lộc và Cách Vân, nhưng thấy vợ chồng nhà Sơn Liên này quá đáng, Lê đành nói giúp. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi, người ta đã xin lỗi hết rồi, khám mất 1,5 triệu, bồi thường gấp đôi rồi, thì để cho người ta đi. Chứ lôi nhau ra công an, chú thím còn phải đền ngược lại người ta nữa cơ. Bị chị dâu bóc mẽ, hai vợ chồng quay ra nhìn, kiểu không bằng lòng. Vốn dĩ Lê không định nói ra đâu, bởi hai người họ đến đây thì cũng coi như cô đã hết thẩm quyền trách nhiệm với thằng Bin. Nhưng thấy nhà đấy không biết điều, còn quyết moi thêm thì Lê phải nói. Không những thế, anh Tú này lại là khách quen mua bánh, người đứng giữa như cô cứ theo lẽ phải mà tham gia. Giờ đứng trước lợi ích thì Lê càng ngẫm ra cái Vân nó nói rất đúng. Bình thường không có gì, họ vẫn là người đàng hoàng, nhưng đứng trước lợi ích tiền bạc, họ bất chấp lương tâm để ăn vả. Này chị Lê, người trong nhà chị không bênh, chị bênh người ngoài như thế hả? Tôi không bênh ai sất, nhưng chú thím đừng làm khó người ta. Nếu chú thím cả thấy mình đúng, còn chú thím bị oan ức thiệt thòi, vậy để tôi gọi cho công an giải quyết, biết đâu người ta lại bồi thường cho thằng Bin gấp đôi. Vợ chồng lại nhìn nhau lần nữa, biết không thể vòi thêm chút tiền nào, cho nên giật lấy 3,5 triệu Tú cầm trong tay, rồi cõng con về. Lúc này ở đây chỉ còn hai người, Tú nói với Lê. Cảm ơn cô Lê đã giúp đỡ. Thôi, cô về với gia đình đi, tôi có số của cô đây rồi, khi nào tôi gọi hỏi thăm cháu. Lê gật đầu, cũng xin lỗi người đàn ông vì các em mình quá là hảo khách. May mà có Lê nói vào, chứ Tú xác định đến 1 giờ chiều chắc gì đã đi được ra khỏi chỗ này. Ra đến bãi giữ xe rồi mà Liên vẫn vùng vằng. Bà Lộc với Cách Vân cũng đứng đấy chờ xe. Liên quay ra trách mẹ chồng. Mẹ xem, cái Lê nó bênh người ngoài đấy, đúng là nuôi tốn cơm. Hay là nó nhìn thấy thằng đấy giàu có, nó phải lòng rồi. Liên không giữ được mà nói ra mồm. Bà Lộc trao mày nói, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Tại chúng mày tham lam quá đấy thôi. Đến tao nghe, tao còn thấy chối. Thằng bé nó đã không sao rồi, chụp chiếu các phần người ta cũng bảo thế. Thế mà mày cứ bảo con mày lỡ về liệt thì sao? Chấn thương sọ não thì sao? Chết thì sao? Mồm mày khắm lắm Liên ạ. Mày đang rủa con trai mày chết đấy à? Bà Lộc nói rồi thở hắt ra. Bà chỉ hợp với cái Liên ở khoản mê tín, và cái Liên cũng chỉ vịn vào cái lý do ấy để có thiện cảm với bà. Chứ thực tế, trước giờ bà vẫn không chấp nhận nổi. Đã có lần bà nói, thằng Sơn nó tệ, thì nó vẫn là con trai bà dứt ruột đẻ ra. Chứ còn cái ngữ con dâu tệ bạc, thì bà bỏ phát một. Mẹ chồng cũng bênh con dâu, mới Liên ấm ức im lặng. Sơn cũng chẳng nói gì, đi ra bãi lấy xe. Vừa lúc taxi đến nơi, Lê trông thằng cô Bin lèo nhào khóc trên tay mẹ thì lại thương. Dù tức bố mẹ nó, nhưng thằng cu không có tội. Quay ra Lê nói với Niêm, hay thím cũng lên taxi ngồi đi, chân cẳng cháu nó thế này, ngồi xe máy sợ nó đau ấy. Thôi không cần, em tự đi xe nhà cũng được, chứ taxi ngồi máy lạnh em say. Liên nói mà mồm chẫu ra tỏ vẻ không ưa. Đến cái nhìn nó còn liếc sang chỗ khác. Lê biết thừa nó nói dỗi nên bảo, yên tâm, tiền taxi chị trả. Lê nói xong thì Liên bế con để tọt vào xe ngồi ghế trước. Nó nói, thế thì em chỉ cần chị cho cháu nó đi nhờ thôi, em về với nhà em.
Lê gật đầu không ép. Cô biết thừa, nếu nó là hàng tham lam, nó sẽ rất sợ phải bỏ tiền. Chỉ khi Lê nói cô trả, thì Liên mới chịu cho thằng Bin lên ngồi cùng. Không phải thương thằng Bin, thì cô cũng không dỗi hơi mời mọc. Bà Lộc ngồi trước trên xe, thấy Lê còn đứng trông theo Liên thì gọi. Thôi, lên xe đi con, kệ mẹ chúng nó. Chúng nó tham, nhưng nông nổi lắm, mai lại ngọt sớt ngay ấy mà. Lê gật đầu, nhanh chóng lên xe ngồi cùng. Trên đường đi, bà Lộc kể chuyện cho các con nghe. Lại kể thời con Liên quen thằng Sơn nhà mình, cả hai cùng làm trong công ty. Sơn thì giống bố mày, đẹp trai trắng trẻo, nói lại hay, nên nhiều đứa con gái để ý trong đấy có cái Liên. Nó quê ở Yên Bái, là người đồng bào, phải lòng si mê thằng Sơn như điếu đổ. Nếu như người con gái thích ai, thì chỉ tương tư, nhớ thầm này kia. Còn cái Liên này thì mò về tận nhà mình. Lúc đầu thằng Sơn nó không chấp nhận, nhưng con này cứ bám nó mãi. Chẳng biết thế nào, thằng Sơn ngủ với nó có bầu. Nó còn nói với mẹ, sợ không phải con nó. Nhưng cái Liên nó bảo, nếu không cưới nó, thì nó đi tự tử. Làm thằng Sơn với nhà mình sợ, cho nên cũng đồng ý cưới hồi thằng Bin đẻ ra. Mẹ còn lấy tóc nó giám định mấy lần, xem có phải con thằng Sơn không. Nhưng đúng là con nó thật. Nhưng cho đến bây giờ, mẹ vẫn nghĩ thằng Sơn bị bỏ bùa đấy thôi. Chứ con Liên xấu như vậy, không dùng thủ đoạn thì không đời nào tao chịu. Bà Lộc nói xen vào là sự ấm ức từ đó đến nay. Cái Vân nghe mẹ kể thì trêu. Chẳng phải người ta có bùa chú thật thì mẹ lại chẳng được nhờ quá còn gì. Con thấy mẹ hợp tính với mụ ấy trong chuyện cúng mái lắm đấy thầy. Với lại đấy là chuyện ngày xưa lão Sơn nhà mình không thích thôi. Giờ chẳng giống nhau cái thói tham lam quá còn gì. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, đằng này được cả ông lẫn bà. Mẹ về đòi tiền nộp tháng đi đấy. Không ăn quỵt nhiều, nó thành thói thì khó bỏ. Bà Lộc lừ con bà, đáp. Thì nó mà không vin vào cái đấy thì tao làm gì cho nó ở cùng thằng Sơn nhà mình. Tí về mày phải nhắc tao lấy tiền đấy. Không dạo này tao hay quên lắm. Cái Vân gật đầu. Lê nhìn hai mẹ con bà Lộc nói chuyện thì cười. Tính ra bà mẹ chồng Lê cũng vô tư. Tuy nói khó chịu lúc ấy, song vì thương con, thương cháu thì cũng thôi. Tầm tuổi này, bà biết tính từng đứa một. Đứa nào hiền lành, đứa nào tham lam, bà biết hết. Nhưng máu mủ ruột già, bà không thể đuổi. Chỉ biết lâu lâu chửi một trận cho thật to để chúng nó biết đường sửa đổi. Biết bà Lộc còn nhiều thứ nghi ngờ, Lê nói. Thời buổi này chẳng còn bùa chú nào nữa đâu. Chẳng qua cái Liên nó theo đuổi chú Sơn nhà mình bất chấp quá. Mẹ nghĩ vậy thôi. Thời này yêu ai chỉ cần cho thuốc mê vào là ăn nằm được ngay còn gì. Giờ thì mấy là con dâu sống chung nhà với mẹ, mà mẹ cứ nghi ngờ thế này cũng mệt chứ. Lê vừa khuyên bà Lộc nhưng vẫn nói ngoáy đến chuyện chuốc thuốc mê của bà Lộc. Bà chê con dâu, nhưng chính bà cũng là người làm ra trò đấy còn gì. Biết ý con dâu nói, bà Lộc im bặt, quay mặt ra ngoài cửa lảng tránh. Về đến nhà thì Thái cũng tan làm. Nhà không có ai, ông Lộc kể cho con trai nghe chuyện thằng Bin bị xe tông nên tất cả đưa cháu vào viện, còn ông ở lại trong nhà. Thấy cơm nước chưa nấu, Thái vào bếp nấu nướng. Nấu xong vừa ngồi xuống ghế thì vợ chồng Sơn chở nhau về trước. Liền kể cho anh chồng nghe chuyện chị dâu không bênh cháu đi bênh người ngoài. Đấy, anh xem, cháu ngồi đau đớn khóc lóc, bác dâu lại để người ta đi. Sau về nó có mệnh hệ gì thì kêu ai. Thái không nói gì, cũng không bênh vợ. Anh ngồi im lặng chờ vợ về hỏi chuyện. Chiếc taxi đỗ trước cổng Lê cõng thẳng cô vào. Vân lèm bèm nói từ ngoài vào đến trong nhà. Rốt cuộc ai mới là mẹ nó đây? Vào đến viện thì không đoái hoài gì đến con, giờ về đến nhà cũng không ra mà cõng con vào. Cầm tiền người ta đền thì cũng chạy mất. Làm bố mẹ kiểu gì thế? Cái Vân nói, Sơn mới lừ lừ bế con. Thái định hỏi vợ thì Liên đã lại trách móc bâng quơ. Sáng đi đã vội rồi, bảo ở nhà trông cháu hộ, giờ xảy ra chuyện. Đi đến viện thì bênh người ngoài, rồi không biết ai mới là người nhà đây nữa. Em ở nhà không để ý cháu cho chú thím ấy. Cháu nó bé, làm gì có biết gì đâu. Người lớn lơ là không để ý là nó chạy ra đường ngay. Thái lên tiếng nhẹ nhàng, nhưng tỏ ý trách. Đã định đến nhà không nói nữa,
nhưng nghe chối không thể chịu được. Trong nhà bếp lúc này đông đủ cả, Nhân sẵn tiện tức bố mẹ thằng Bin tham lam tiền cưới, Lê nói: "Anh hỏi thử bố mẹ xem, khi thím ấy dắt thằng Bin vào thì nó gửi ai nào? Nó để thằng cu ở đấy, chứ có nhờ ai trông hộ đâu. Con thì nghịch, mỗi lần nó gây ra chuyện thì đi bênh con. Nhưng chuyện nó lên phòng Cách Vân cũng thế. Thay vì trách móc Cách Vân không đóng cửa, phải dạy con mình không được chạy nhảy, không được mở ra chứ. Cửa cổng hôm nay cũng đóng, nhưng nó chạy ra lúc nào, ai mà biết được. Đã đưa nó đi viện, người ta đã đền bù xin lỗi các thứ rồi, vẫn cứ đòi moi móc thêm. Này, tôi nói thật, chẳng may thằng Bin mà nó có như những gì thím nói ấy. Thím có cầm vài chục, thậm chí là vài trăm triệu tiền người ta bồi thường, thì chú thím cũng chẳng vui vẻ nổi đâu. Cái gì mà bên người ngoài, cái gì mà người nhà thế nọ thế kia. Mẹ thím ốm đau, thím có chăm không? Đến cái phiếu thanh toán tiền cưới, thím còn bớt lại gần 20 triệu. Vậy mà cũng mở mồm ra nói người nhà. Nói đến đây, thì vợ chồng nhà Sơn quay ra đứng hình. Thái cũng không hiểu gì, chỉ có ông bà Lộc và cái Vân là biết. Sơn ấp úng nói: "Này, chị đặt điều nó vừa phải thôi. Chị xem nhà tôi, bao năm ăn ở với nhau, có xích mích to tiếng bao giờ. Vậy mà chị về được mấy ngày thì cãi nhau tí tỏi." Lê im lặng, rút trong túi ra mất tờ hóa đơn thanh toán mà thằng Bin lấy được ở phòng mẹ nó, cùng tờ hóa đơn trước đó Liên đã đưa cho cô. Nội dung giống nhau, địa chỉ giống nhau, chỉ khác là số tiền thanh toán mỗi tờ mỗi khác. "Chú thím nói xem, sao hai tờ hóa đơn này nó lại tranh nhau mấy chục triệu? Chú thím đưa cho tôi tờ hóa đơn bị đội lên vài triệu, mỗi tờ lại vài triệu, còn đắt hơn cả thuê người ngoài. Vậy mà vẫn cao giọng nói là người nhà." Lê nói, rồi chỉ vào tờ giấy thanh toán. Số tiền lệch đi mấy triệu. Liên trợn mắt lên nói lý: "Vậy là trong khi tôi đi làm, mấy chị em các người vào phòng tôi lục đồ." "Thèm vào mà lục. Thằng con quý hóa của chị lôi ra đây chơi nên tôi nhặt được đấy. Đúng là già mồm." Vân nói vào giải vây, khiến Liên tắt ngúm. Thế nhưng vợ im được một tí thì chồng lên tiếng phân trần: "Không phải đâu, mọi người đừng hiểu nhầm. Hóa đơn ấy em mới mang về tối qua. Chiều hôm qua bên tổ chức gọi cho em, nói bên họ sơ suất cộng nhầm tiền, đưa cho em hóa đơn mới giảm đi mấy triệu. Tí nữa em sẽ lấy tiền thanh toán cho anh chị." Bốc phét. Cái Vân nó định lên tiếng vạch mặt, bởi nó không ưa vợ chồng nhà này. Nhưng Lê đã cầm lấy tay nó, lắc đầu ra chiều đừng nói thêm gì cả. Cô biết là Liên nói câu trước để câu giờ cho thằng chồng suy nghĩ hướng giải quyết. Thế nhưng câu giải thích của Sơn nó càng khó chấp nhận, khi ngày giờ in hóa đơn nó vẫn còn sờ sờ đấy. Lê không nói cũng chỉ để giữ mặt mũi cho nhà nó mà thôi. Nó cũng đã bảo sẽ trả cô tiền rồi. Hơn nữa thằng Bin mới bị xe tông. Lê không nhắc nhiều, lại sợ bố mẹ chồng nghĩ cô chỉ nhắm đến tiền mà không để ý đến cháu ruột. Nói Lê không được, Liên bắt đầu quay ra lèm bèm trách ông bà Lộc: "Ở với ông bà ngoại từ bé không sao, được buổi sáng thì ngã." "Ừ hay, cái con xấu người xấu cả nết kia, là mày che nhà tao luộm thuộm, chăm không tốt, mày tự ý cho thằng Bin sang bên đấy. 4 tuổi rồi, mày cũng không cho nó đi học, mày định để người ta hầu hạ đến khi nào? Cái Lê nó nói đúng đấy, sáng mày mở mồm nhờ ai trông hộ, giờ con đổ lỗi. Nếu cảm thấy nhà này không tốt, thì vợ chồng con cái dọn ra chỗ khác mà ở, cái thứ mất dạy." Cả nhà im re trước câu chửi ngọt như thái chuối của bà Lộc. Còn Lê chứng kiến lần đầu thì bất giác nhìn bà. Để ý xung quanh thì không ai dám nhúc nhích. Có thể tất cả đã quá quen với cảnh bà Lộc chửi chua chát thế này. Hóa ra nhà Thái cũng không hề êm đềm như những gì Lê nghĩ. Liên quay mặt đi. Tuy không nói, nhưng thái độ này của nó xem chừng không phục. Nó là dâu, vậy mà bị mẹ chồng chửi trước bao nhiêu người. Bất luận chuyện ra sao thì thể diện vẫn là quan trọng. Nếu là Lê, ắt cô sẽ đi thẳng một mạch về nhà cho đỡ tức. Ngày hôm ấy trôi qua căng thẳng và nặng nề. Lê không biết đến tối còn ai chửi bới gì nữa không, bởi 2 giờ Lê phải sang nhà mẹ làm bánh rán. Trước khi đi, cái Vân ngăn nhở cười. Nó nói với Lê: "Chị chắc mới nghe mẹ chửi lần đầu đấy nhỉ, chắc là hoảng lắm phải không? Bà Lộc nhà mình thế thôi, chứ chửi xong bà cũng không để bụng,
Với lại mụ Liên bị chửi quen rồi ấy mà. Nhưng mụ ấy không hối cải đâu. Lê gật đầu. Cô biết thêm được cái tính trơ trơ của vợ chồng nhà đấy nữa. Chả hiểu sao, mới qua ngày hôm nay, cô thấy mình bất an quá thể. Vì mới hôm qua thôi, mối quan hệ giữa cô và nhà Liên rất tốt. Vậy mà qua tới hôm nay, lại không đâu vào với đâu. Sang bên nhà bà Nga làm bánh, Lê không kể chuyện cái Liên ăn bớt tiền. Chỉ kể đến đoạn, thằng Bin chơi ngoài đường, chẳng may xe đụng phải, khi bố mẹ nó không có nhà. Khi kể đến đây, bà Nga quay sang hỏi con. Vậy khi bố mẹ nó về, trông thấy con bị vậy, thì bố mẹ nó nói thế nào? Có đổ lỗi cho người trong nhà hay mắng thằng con? Bà Nga hỏi, khiến Lê e dè. Cô biết mẹ cô là người từng trải, nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi. Cho nên Lê hỏi ngược lại. Vậy bố mẹ nó mắng thằng con sẽ thế nào? Và trách người nhà thì sẽ thế nào ạ? Nếu vợ chồng nhà đấy biết mắng con thì là người kỹ tính trong mọi hoàn cảnh, bất kể là phương diện nào và xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, người ta suy nghĩ và trách bản thân mình trước. Nếu họ dặn con sau này phải để ý thì là người nhìn xa trông rộng. Trước khi trách người thì mình cũng phải xem lại con mình xảy ra chuyện, mình là người nhận lỗi đầu tiên. Đấy không phải là nhún nhường, đấy là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Còn nếu người ta quay ra đổ lỗi cho người khác thì chắc chắn đấy là tiểu nhân, không phải quân tử. Người gặp trắc trở, nói càng ít, càng là người đàng hoàng. Người bô bô đùn đẩy trách nhiệm là hàng tiện nhân. Hạng người này tuyệt đối không giao du, hoặc ở trong nhà thì chỉ bằng mặt không bằng lòng. Không kết thân, không mượn mõ, dù là thứ nhỏ nhất. Lê nghe mẹ nói, lại ngẫm ra nhiều điều. Cái Liên khi thấy con ngã, nó đã đổ lỗi hết tất cả người ở nhà sáng nay. Nó có nói một câu khiến Lê chạnh lòng, nhưng cô không muốn nhắc lại. Đấy là trước giờ nhà nó rất yên bình, từ khi có Lê vào làm dâu thì liên tục xảy ra chuyện. Nếu bà Nga không nói ra câu này thì chuyện vợ chồng nó ăn bớt tiền sạp cưới cô cũng chẳng ưa. Thiếu thốn thì xin, đằng này bớt đến gần 20 triệu, anh em trong nhà còn ngấm ngầm vậy thì làm thế nào cho lại. Đang chiên bánh thì mùi dầu mỡ bốc lên khiến Lê bất giác bịt mũi buồn nôn. Bỏ hai chiếc đũa đảo sang bên cạnh, Lê ngồi xuống cái ghế nhựa thở dốc, vuốt ngực, mặt tái xanh lại, trông rất sợ. Nghĩ đến mùi dầu chiên béo ngấy, bất giác Lê rùng mình. Cô đã gắn bó với cái nghề bánh rán này từ khi lọt lòng. Mỗi lần bà Nga làm lại để cô nằm trong cái thúng giấy cứng dưới chân. Trời thì nóng, lắm khi dầu chiên bắn văng cả vào tay con gái nằm dưới, bị bỏng lấm tấm, khiến Lê khóc thét. Nhưng bà không biết để cô ở chỗ nào. Để đằng sau lưng không thấy con thì không yên tâm, trời lại nóng, bà bất chấp để con nằm cạnh chân mình. Thời gian trôi qua nhanh, giờ Lê đã 23 tuổi, cũng là 23 năm ngửi mùi dầu chiên bánh, vậy mà hôm nay lại thấy sợ một cách bất thường. Này, con có bầu rồi đấy à? Bà Nga trông thấy con nôn thì tắt bếp không làm nữa, chạy ra buộc lại tóc cho con cho đỡ rũ rượi, rồi lại chạy ra cái túi vải treo ở cột, lấy ra lọ dầu gió bôi bôi bóp bóp cho con gái. Thấy Lê tỉnh tỉnh, lại rót cho con cốc nước uống. Bà cứ nhanh nhảu hỏi han, có khách vào mua, vì lo cho con, bà cũng không chạy ra bán, khiến Lê phải bảo. Mẹ cứ ra bán đi, con khỏe rồi, chắc tại trúng gió ấy mà. Bà Lê phải lần sờ chăm con một lúc, rồi mới chạy ra bán. Gắp bánh thật nhanh, rồi lại chạy vào hỏi han. Bà hỏi, chắc là có bầu rồi đấy, tí ngồi cho đỡ mệt, rồi mẹ chở đi khám. Chắc không phải đâu, đầu tháng con đi khám, người ta bảo chưa có gì, chắc là cảm đấy thôi. Khám từ đầu tháng, giờ chẳng giữa tháng rồi còn gì, nhiều khi siêu âm chỗ không chuẩn, bác sĩ không chuyên môn cao, cũng không biết được đâu. Tí đóng hàng sớm rồi đi nhé. Lê gật đầu, trong bà hớn hở nghĩ con gái có bầu còn tíu tít hơn cả con gái. Cảm giác sắp sửa có cháu một lần nữa khiến bà phấn khởi. Nói gì thì nói, khi mang bầu Lê, bà không biết, vẫn đi làm như thường. Chỉ khi nghén bà mới biết có bầu. Nghĩ thời gian ấy Lê thiếu thốn không có điều kiện, bà lại thấy thương. Lần này mà có cháu, chắc chắn bà sẽ chăm lo cho cả hai mẹ con chu toàn. Hai mẹ con ngồi nói với nhau,
thì chiếc xe ô tô dừng lại mua bánh. Người xuống xe không ai khác, chính là Tú. Chắc anh lại mua bánh cho nhân viên ăn tăng ca tối đây mà. Thấy Lê ngồi đấy, Tú giống như thể quen từ lâu, chạy tới hỏi han. Cô Lê bán bánh đấy à? Thằng cô con sáng nay thế nào? Ngoài vấn đề ở chân ra thì nó vẫn khỏe mạnh chứ? Vâng, cảm ơn anh, cháu vẫn khỏe. Nói xong thì Lê giới thiệu cho mẹ rằng người này là người tông trúng thẳng cô Bin lúc nãy cô kể. Hóa ra cũng là khách quen ăn bánh nhà bà cả. Trước khi rời đi, Tú dặn. Nếu cháu nó có làm sao thì cứ điện thoại cho tôi nhé. Lê gật đầu, Tú cũng rời đi. Nghĩ lại chuyện vợ chồng Sơn vòi tiền thêm, sao mà Lê thấy xấu hổ thế? Vào thấy con nằm đấy cũng không hỏi han, mà chỉ me me đòi thêm tiền. May Lê cũng chưa cầm 3,5 triệu đấy, chứ cầm vào nó lại nghĩ Lê ăn bớt thì đúng nhục nhã. 6 giờ, mẹ con chở nhau đi khám. Bà Nga đi đến phòng khám thai tư to nhất đường đấy. Vào chỉ nói đôi ba câu, người ta cho đi xét nghiệm nước tiểu, rồi leo lên siêu âm. Rất nhanh chóng người ta báo, cô có bầu rồi đấy, hơn 3 tuần rồi đây này. Bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi với. Đầu tháng tôi cũng đi siêu âm, nhưng không ai bảo tôi có bầu cả. Lê nói lại, người ta cất dụng cụ đi rồi nói, cũng có thể trong thời gian phân bào, cũng có thể là do máy móc kém, nhưng tôi khẳng định là cô có bầu rồi, chẳng lẫn được đâu. Tin này khiến hai mẹ con ôm lấy nhau mừng rỡ. Bà Nga lại chở con gái đi mua đầy đủ các loại sữa bầu, thuốc bổ, mặc cho bác sĩ nói tâm này cũng chưa cần thiết. 7 giờ, bà Nga để con gái trước cổng nhà chồng, bà cũng không tiện vào. Rút lấy tờ 200 ra, bà nói, này, cầm lấy 200 này, bảo bà Nga cho thằng cu gãy chân, chúc cho nó mau lành. Nhận lấy tờ 200 của mẹ, Lê gật đầu. Bà Nga luôn như thế, luôn tinh tế và quan tâm người khác, bất luận thế nào. Vì vậy, hàng xóm xung quanh ai cũng thương hai mẹ con. Chẳng phải máu mủ, cũng không phải họ hàng. Vậy mà hôm cưới Lê, cặp nào cặp nấy tranh ngồi bàn họ chật kín chỗ. Ai cũng muốn trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, Lê không tủi thân và luôn vui vẻ để về nhà chồng. Đẩy cổng đi vào thì nhà vẫn đang ăn cơm. Thấy Lê về, Thái chạy đi lấy bát cho vợ. Bà Lộc thấy con dâu cưng về thì tíu tít hỏi, hôm nay bà bên ấy hết hàng nhanh hay sao mà sớm thế con, ngồi đây ăn cơm luôn một thể. Lê vâng dạ, lễ phép đưa hai tay ra đỡ lấy bát cơm cho cái Vân. Rồi ông bà Lộc thi nhau gắp thức ăn vào bát. Cái đối đãi này so với cái Liên bị chửi như tát lúc sáng nay thì khác nào một trời một vực. Bữa cơm vẫn diễn ra như thường. Thằng Bin què nhưng vẫn nghịch như giặc. Cái Liên đút cơm cho con ăn nhưng vùng vằng đá thúng đụng đia. Lê chồng thì đủ hiểu nó đang khó chịu cái gì, khó chịu với ai. Ăn xong, cả nhà lại lấy khế gọt ra ăn. Trong lúc đấy, Lê đưa ra 200 tiền bà Nga gửi cho thằng Bin. Cũng nói rằng bà nghe tin nó bị ngã xe thì cho mấy đồng, gọi là chúc nó mau khỏe. Chẳng ngờ Liên nghe xong thì cười khẩy, nó bảo, hóa ra chị Lê cái gì cũng về kể với mẹ đẻ. Câu nói lấp lực của Liên khiến Lê tức. Nó là ý chỉ rằng cô mỏng môi hay buôn chuyện với người nhà. Lê gật đầu ngay cô nói, phải, mẹ đẻ ra chị cơ mà. Người chị tin tưởng, tội gì chị không kể. Nhưng thím yên tâm, mẹ chị biết ý lắm. Nghe cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không xỏ xiên câu nào đâu. Bà định vào thăm cháu rồi, nhưng còn tranh thủ chạy về bán nốt bánh. Do lúc sớm chở chị đi khám. Chị để tiền ở đây, thím lấy cho cháu thì lấy, còn không chị đem về trả bà. Lê nói rất thẳng, chẳng việc gì mà vừa mất của lại phải xuống nước nói ngọt làm cái gì. Nó không lấy thì Lê cầm tiêu càng tốt. Chỉ có vợ chồng nó tham lam tiền cưới của cô chứ. Sáng giờ cô chưa thấy mình sai ở chỗ nào. Cả nhà lại không quan trọng lắm chuyện cái Liên hay thằng Sơn nó lấy 200 ấy, mà dồn vào hỏi Lê, thế sao lại phải đi khám? Có bệnh gì? Hay là có bầu rồi nhỉ? Lê gật đầu, rút trong túi áo ra tờ giấy siêu âm nét căng. Cô bảo, thai được 3 tuần rồi ạ. Tất cả vỗ tay chúc mừng. Bà Lộc chạy đến ôm lấy con dâu suýt xoa,
rồi lại cầm tờ giấy siêu âm lên, chạy vào chỗ thờ, chắp tay khấn vái. Phước đức cho nhà con quá, đội ơn tổ tiên đã cho các con của con có bầu cháu đích tôn. Xem bà Lộc vui vẻ chưa kìa, nhìn bà nhảy cẫng lên, cả nhà cũng vui lây. Trong khi ấy, Sơn thỏ tay cầm lấy 200, rồi thở dài nói. Em nhận quà của bà bên ấy, có gì chị gửi lời cảm ơn bà giúp em. Nói xong, Sơn đi lên nhà. Khi xuống, hắn lấy ra trong đấy 15 triệu nguyên vẹn, đưa cho Lê, rồi chống chế. Người ta trả tiền lại cho anh chị đây, không thiếu một đồng. Lê cầm lấy không cần đếm, rồi rút ra trong đấy 2 triệu, đưa trả cho thằng Sơn. Cô nói, vậy chị cảm ơn chú thím đã giúp chị lấy lại tiền. 2 triệu này chị cho cháu, coi như hai bác cũng có chút quà, mong Bin mau khỏe. Liên ánh mắt sang, nhìn 4 tờ 500 để ngay ngắn trên bàn. Nếu là 200, chúng nó còn chê ít không nhận, thì 2 triệu này lại hoàn toàn khác. Sơn gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy 2 triệu bỏ vào túi. Sau khi ăn xong, lấy cớ cho con lên phòng ngủ, chỉ còn hai chị em Lê Vân ở lại dọn dẹp rửa bát. Cái Vân nó vẫn thắc mắc. Sao chị không nói thẳng với bố mẹ là vợ chồng nhà đấy ăn chặn tiền? Để mẹ vạc mặt nhà ấy ra, lại còn cho thằng Bin tiền, chị giàu có quá hả? Trông cái Vân bức xúc thay, thì Lê cười, cô lắc đầu. Chị quý tiền còn hơn sinh mệnh ấy chứ, nhất là chị hiểu, đồng tiền kiếm ra chưa khi nào là dễ dàng. Chẳng qua chị cũng muốn lấy cái lòng quân tử đối đãi với kẻ tiểu nhân mà thôi. Phần vì chúng nó cũng biết chị em mình đã phát hiện ra vợ chồng nó ăn chặn. Phần vì chị không muốn nhà mình cãi nhau. 2 triệu này chị nói cho thằng Bin chỉ là cái cớ, còn cái chính là chị coi như trả tiền vợ chồng nhà nó giúp đỡ chị cỗ bàn. Nói thẳng ra là thuê vợ chồng nhà nó cho dứt khoát. Nói gì thì nói, nếu 2 triệu này giúp chị nhìn thấu được tâm can người trong nhà, đối với chị nó không hề đắt. Cái Vân nghe Lê nói thì bất giác thành mồm. Hóa ra Lê là người nhìn xa trông rộng, chứ chẳng hiền lành giống như cái vẻ bề ngoài. Ngồi rửa bát với nhau, Lê cũng hỏi nó. Vậy sao em không kể cho chị nghe chuyện vợ chồng cách Liên là kẻ tham lam để chị biết đường mà tránh? Kể thì chị có tin không? Trong khi mụ ấy lại hót hay như sáo thế. Với lại em phải xem chị thế nào, biết đâu chị cũng giống tính mụ Liên ấy, thì chẳng phải em khuyên thừa sao? Người ta bảo sống thế nào nhìn người chơi thân là biết. May chị tránh sớm đấy, chứ không thì... Vân lắc đầu. Con bé sơ hở lại cảm thán, khiến Lê bật cười. Ngồi một lúc, Lê lại hỏi. Sao mẹ bảo nhà cái Liên này ở tiết vùng Yên Bái hay đâu đấy cơ mà? Sao bố mẹ nó lại ở đây? Chuyển nhà xuống dưới này à? Chuyển nhà cũng được mấy năm xuống đây rồi. Nghe đâu bảo bố bà Liên này trên mạng đấy cũng làm chân cán bộ gì đấy. Xong ăn của người ta nhiều nên về vườn sớm. Lạc xuống đây ở với con cho người ta khỏi dòm ngó. Nói thì lại bảo nhạy cảm. Trước mấy anh em chưa ai có vợ, sống hòa thuận lắm. Mà ông Sơn này cũng không đến nỗi tham lam đâu. Gọi là ở mức tiết kiệm đấy thôi. Vậy mà lấy mẹ Liên vào xong, đổi nét đổi tính, tham lam giống nhau. Từ đấy em ghét cũng ít chơi bời hẳn. Chị em tâm sự nói chuyện đến khuya. Chỉ đến khi Thái xót ruột vợ có bầu, ngồi ngoài đêm hôm chạy ra gọi. Chị em ai về phòng đấy? Về đến phòng, Thái kéo tay Lê xuống giường hỏi. Em bầu mà chẳng gọi về báo anh, để anh lên anh đón cho mẹ đỡ mất công. Bác sĩ bảo thế nào? Con khỏe mạnh chứ? Biết trai hay gái chưa? Cũng tính kể cho chồng nghe, nhưng nghĩ lúc trưa, thay vì chờ vợ kể chuyện nghe hai phía rõ ràng, Thái nghe cái Liên chưa gì trách vợ, giờ cô vẫn còn ấm ức. Sáng nay em cũng chưa kịp nói, anh nghe cái Liên đã vội trách vợ. Anh vội vàng cái gì mà không bình tĩnh được? Nghe mùi biết vợ đã dỗi, Thái bóp chân cho vợ, cười hành hạch tỉ tê. Anh xin lỗi vợ, tại lúc ấy lo cho thằng Bin quá nên anh hỏi em vậy thôi, chứ thực lòng anh không có trách. Trông cái mặt khổ lại còn hài, khiến Lê cũng chẳng để bụng được lâu. Trách móc cũng chỉ có thế. Giờ có con, cô phải vui vẻ để đứa bé cũng được khỏe mạnh. Hai vợ chồng tắt điện đi ngủ. Thái đặt tay lên bụng vợ thì thào.
Niềm vui có con nhỏ khiến hai vợ chồng thấp thỏm mãi không yên. Đến quá nửa đêm, Lê mới có thể ngủ được. Tiền sư chúng mày chứ, đã giao kèo là đầu tháng, phải đưa tiền cho tao đi chợ. Vậy mà giờ gần cuối tháng đến nơi rồi, từ thằng chồng đến con vợ, mặt chơi như đít ếch ấy, không đứa nào đóng tiền. Chúng mày vẫn ngoan cố không chịu đóng phải không? Để trưa nay tao bảo cái Lê cắt cơm chúng mày. Đang ngủ say thì tiếng bà Lộc gào lên chửi bới khiến hai vợ chồng giật mình. Ngó ra kẽ cửa sổ, trời mới vừa sáng đấy thôi, vậy mà bà đã cãi cọ nhau rồi. Sau tiếng bà Lộc, Sơn nhẹ nhàng nói với mẹ: "Không phải là chúng con không muốn đóng, nhưng con biết đặt cọc tiền đất hết rồi, giờ làm gì còn đồng nào. Chưa gì sáng ra mẹ đã vào ầm ĩ lên thế này, ai mà ngủ được nữa." Sơn trách mẹ không có ý, thế nhưng bà Lộc không quan tâm. Bà nhếch mép đáp: "Mày cũng có ý thức như thế ư? Sợ cả nhà mất ngủ nhưng lại không đóng tiền. Tao đếch cần cái ý thức ấy. Ý thức có, nhưng không có tiền đi chợ cũng không ai rảnh mà giữ ý thức đâu. Vợ chồng mày không phải không có tiền, mà đang chống đối không muốn nộp. Trong khi tao nghỉ hưu, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi, nhưng vẫn đóng tiền ăn, nuôi thêm cả cái Vân. Vậy mà chúng mày đi làm không nghỉ ngày nào, quay ra nói không có tiền. Vậy hôm qua cái Lê đưa cho đâu hết cả?" Bà Lộc nhắc lại khiến Sơn không cãi nữa, rút ra trong túi 2 triệu để đưa mẹ. Đếm đủ tiền, bà nói với con trai: "Tao biết mày giàu có hơn vợ chồng thằng Thái rất nhiều, mà giờ sắp sửa mỗi đứa đẻ thêm một thằng, thế nào cũng đâm ra chật. Chỉ bằng mày ra ở riêng, tao bảo nhà thằng Thái thêm tiền vào cho nhà mày xây nhà khác, vậy là đẹp cả con gì." Bà Lộc nói ra ý định, nhưng Sơn vẫn không nói năng gì. Hắn lầm lũi đi làm, không ai biết trong đầu Sơn nghĩ gì, Liên nghĩ gì, liệu có phải làm thế nào để giàu có lên bất chấp hay không. Lê trầm ngâm suy nghĩ khá nhiều. Cái Vân nói vậy thì hẳn nhà Liên cũng không phải dạng nghèo khổ gì, ngược lại rất khá là đằng khác. Có điều kiện như vậy, tại sao không xây nhà riêng ở cho thoải mái? Để ở chung thế này chật chội lại bị mẹ chồng chửi cho suốt ngày. Lúc đầu khi chưa về đây thấy nhà đông đúc, nghĩ chắc vui, nhưng cuối cùng chẳng phải. Ở chung nhà với người không hợp ý, không chỉ cãi cọ mà đến nói chuyện với nhau còn khó. Kể ra Lê không phục cái cách Liên ở trong nhà này thật. Nó bị mẹ chồng chửi thế nào cũng không cáu, không giận. Làm khi thấy bà Lộc ưu ái mình trước mặt Liên, Lê cũng sợ nó chạnh lòng. Cho đến giờ, cô không biết thực sự ý định của nhà này thế nào. Liên bầu hơn 2 tháng, nhưng nó khỏe mạnh lắm. Đi làm suốt ngày, không nghỉ ngày nào. Lê bầu được 1 tháng, nhưng nghén không chịu nổi. Đứng rán bánh thì phải bịt khẩu trang, không lợm giọng lại nôn. Hôm ấy, xe ô tô dừng lại trước quầy bánh của bà Nga. Bước xuống xe, người con gái ăn mặc thiếu vải, chìa ra 50.000 mua bánh bao. Lê đưa bánh, rồi trả lại tiền thừa. Cánh cửa xe mở ra, rồi nhanh chóng đóng vào. Lê nhận ra người đàn ông ngồi trên xe là Tú. Hôm nay anh ta không xuống mua bánh mà để cho người con gái xuống mua. Nghe điệu bộ thì chắc cũng chỉ ăn chơi hay gì đấy thôi, chẳng phải là vợ. Lê nhìn cũng chỉ biết thế, bởi ngoài là khách hàng hay mua bánh ra thì cô chỉ biết người ta trên cương vị là người tông phải thằng Bin, chứ thực tế cũng chẳng biết gì. Nếu chỉ vì người ta đi với gái mà lại đánh giá nọ kia thì đúng là vội vàng. Với lại Tú là người giàu có thì chi một ít vào nhu cầu thỏa mãn không có gì là lạ. Người giàu luôn có cách suy nghĩ riêng, bởi thế cho nên người lao động chân tay thì chẳng bao giờ giàu được. Cuộc sống của Lê trong nhà chồng vẫn thế, chỉ có cái khác là mấy đứa con không còn tình cảm như trước. Vợ chồng Liên cũng nhạt nhẽo với gia đình đi nhiều. Rất nhiều lần ông bà Lộc nói hai vợ chồng tranh thủ khi cái Liên mới mang bầu thì xây nhà riêng đi, ông bà cho ít vốn, mượn mó thêm người nhà, vợ chồng ở riêng thì tốt biết bao. Nhưng không đứa nào bàn bạc hay nhắc đến. Vợ chồng Sơn kinh tế rất khá, vậy mà chỉ mua đất để đấy chứ không xây, chịu cảnh sống chung mâu thuẫn dồn dập, căng thẳng. Chẳng lẽ thằng Sơn không nghĩ thương vợ hay sao? Thôi thì cảnh ở chung ai biết cũng sẽ khổ, mỗi người cố gắng một kiểu. Ông bà Lộc thì còn nuôi cái Vân,
Vợ chồng Sơn có thằng Bin, còn Lê cũng mang bầu. Mỗi người cố gắng phần cho riêng gia đình nhỏ của mình, hạn chế nói chuyện để bớt cãi nhau. Lê mang bầu nghén đến độ nôn đờ cả mắt ra, lắm khi nằm cả buổi sáng không thể dậy nổi. Trong khi ấy, Liên làm hùng hục như trâu húc khỏe mạnh. Đến trưa, có khi nó về sớm, thấy cơm nước chưa nấu cũng chẳng phụ Lê, bởi việc đã chia rồi, Lê nấu trưa nó nấu tối. Biết cái Liên không còn dẻo mồm như ngày trước, Lê cũng không nhờ, cố gắng bịt khẩu trang kín mít để không ngửi thấy mùi. Hôm đấy Lê dọn cơm trưa lên, cả nhà cùng ăn. Theo lệ, ông Lộc húc bát nước canh trước rồi mới ăn cơm. Thế nhưng hôm nay bát canh kề mồm húp, ông phải phun vội. Vừa lau mồm, ông lắc đầu nói: "Muối rẻ hay sao mà con cho nhiều thế hả Lê?" Đến lượt Thái múc ra ăn cũng nói tương tự: "Cho quá tay hay sao, mặn thế em." Lê nhìn cả nhà rồi tự mình thử, quả thật không nuốt nổi. Cô nói: "Lạ nhỉ, rõ ràng con cho rất ít nước mắm, sao nó lại mặn thế này nhỉ?" "Ôi dào, bầu lúc nào cũng chẳng nhạy cảm vị giác hơn. Có khi ăn mặn, khi lại ăn nhạt là chuyện bình thường cơ mà. Cho tí nước sôi vào là xong." Liên nói rồi, lấy phích ra đổ thêm vào tô canh. Cứu được canh đỡ mặn, nhưng lại chẳng ngọt nữa. Nó giống canh ít, mà nước lã thì nhiều. Cái Liên nói có lý, hẳn là bầu đôi khi nêm nếm cũng không được bình thường. Đến tối Liên nấu canh khá vừa, cứ vãn được tô canh buổi trưa không ai ăn. Mấy nay ít cãi nhau, gia đình thấy êm ấm hẳn. Trưa hôm sau, Lê nấu lại bị mặn như hôm trước, khiến không ai ăn. Lần này cũng chẳng ai ăn nữa, nên không cho nước sôi thêm vào. Rõ là lạ, lấy hẳn thìa ra đong hạt nêm để nấu canh, nhưng lại chẳng khác gì cho nửa túi muối hột. Nhà biết ý không nói gì, nhưng cái Liên kiểu yên ả không chịu được, liền nói: "Phải như con nấu dở thì mẹ đã chửi con rồi. Chị Lê làm gì mẹ cũng bênh chị ấy cả." "Lại chẳng bênh, nó là dâu trưởng, tao chẳng ưu ái hơn. Hai đứa cùng mang bầu, nhưng nó thì nghén ngẩm nôn suốt, mày thì khỏe như trâu. May là tao chưa giao cho mày nấu cả cơm trưa đấy, lèm bèm nhiều." Bà Lộc chửi cái Liên, rồi tất cả lại ăn cơm. Lê ngồi lặng thinh không nói gì. Đầu cô đang nghĩ đến chuyện có khi nào bị chơi khăm không, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Trong lúc tính nết bất ổn, không tỉnh táo thì không nên đoán bừa. Về đến phòng, Lê nằm bẹp ra giường mệt mỏi. Thái đi vào nằm nghỉ trưa cũng không quên nói vợ: "Dạo này em nấu canh mặn thế, không ăn được ấy." Lê không đáp. Nghĩ đến chuyện đấy, càng nghĩ thì càng thấy bất thường. Về sau cô ngồi bật dậy nói: "Em nghi ngờ có người chơi khăm lắm, chắc chắn thế rồi." "Là cái Liên chứ gì?" Thái uống nước rồi hỏi lại vợ. Lê gật đầu vì nghĩ chồng có chung suy nghĩ với mình. Cô đáp: "Chứ không ai vào đây. Anh nghĩ xem, tất cả các món em đều nấu vừa, chỉ có cái nồi canh nấu sau là ít bài nước mặn. Nếu là quá tay không bao giờ mặn lè lưỡi như thế, trong khi em đã đong gia vị rất cẩn thận rồi." Thái thấy vợ đa nghi thì lắc đầu, anh đáp: "Không có chuyện đấy đâu. Cái Liên nó hay tắt mắt thật, nhưng trước giờ nó không phải người tiểu nhân, chắc em quên cho mắm hai lần lên mới vậy thôi." "Thế anh có biết chuyện nó với cái Vân cùng đôi bông tai không?" Lê hỏi. Thái lắc đầu không biết. Cô cũng im lặng không kể. "Đúng thật nhỉ, anh em nhà người ta thì người ta chẳng bênh nhau thì sao? Mà kể cả không bênh thì Thái cũng không thể để chị em, anh em trong nhà cãi nhau vì lý do canh mặn vớ vẩn ấy được." Ngày hôm sau, Lê nấu cơm. Khi vợ chồng cách Liên về thì Lê đã dọn xong. Trong khi đó, cái Vân được giao nhiệm vụ ngồi canh mâm, không được rời. Khi đến giờ, tất cả ngồi vào bàn. Ông Lộc lần nữa lại húp nước canh, nhưng lần này ông khen: "Canh ngọt lắm, không mặn tí nào." "Vậy hả bố? Chắc là do con nấu sớm nên nó đỡ mặn đấy." Nói xong, Lê liếc xéo qua Liên khiến nó giật mình. Ý ám chỉ rằng cô đã biết thừa đứa nào bẩn bụng, ném đá giấu tay. Cái Vân biết ý ngay là Liên làm, nhưng con bé rất khôn ngoan, không phải chuyện của nó, tuyệt đối không nói trước mặt. Trong lúc dọn dẹp,
Lê suy nghĩ khá nhiều. Ở trong nhà mà làm trò bẩn sau lưng nhau thế này, cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ hay sao? Hôm nay có thể là canh mặn, nhưng còn ngày sau, liệu còn thủ đoạn nào hại nhau nữa? Về đến phòng, thấy Thái đang ngồi bấm điện thoại. Lê ngồi cạnh nói với chồng. Anh này, hay mình dọn về ở với mẹ được không? Mẹ nào? Thái vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hỏi lại vợ. Lê ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. Mẹ em ấy, bà Nga ấy anh. Lê nói xong câu đấy thì Thái quay ra nhìn. Anh nghĩ vợ nói đùa liền bật cười nói. Sao thế? Có bầu tâm trạng bất ổn thế kia à? Sao lại phải sang đấy? Nhớ mẹ chứ gì? Vậy để mai anh sắp xếp đưa em sang chơi ở đấy 2 hôm, rồi ngày mốt anh chở em về. Không phải là sang chơi, mà em muốn sang đấy ở hẳn. Biết Thái không hiểu ý nên Lê phải nói thẳng. Quay sang nhìn vợ chăm chăm, Thái cũng không nhăn nhở nữa mà hỏi lại một cách nghiêm túc. Nhà mình có, sao lại phải sang đấy ở? Ở đây làm gì đến nỗi chật chội đâu mà phải ra ngoài. Lê gật đầu, biết là không đến nỗi chật, song đấy không phải lý do. Cô tiếp tục nói với chồng, mong Thái hiểu cho mình. Em không nói nhà mình chật, nhưng ở đây em không thoải mái. Vợ chồng nhà cái Liên nó không thích em, và em cũng thế. Điển hình là vụ nồi canh em nấu mặn. Anh thấy không, khi em ngồi canh chừng từ đầu chí cuối thì nó không hề mặn. Đã có người bỏ thêm muối để hại em. Này, em đọc nhiều truyện tranh quá nên em bị ảo tưởng đấy à? Hại em mà cách cho muối vào canh thì để làm cái gì? Được lợi lộc gì nào? Em đang nghĩ cái Liên bày trò hại em ư? Buồn cười thật đấy. Em không sợ nói ra cái chuyện hư cấu này vợ chồng nó nghe được lại chạnh lòng buồn à? Trước giờ anh sống chung với vợ chồng nó, chưa một lần anh lớn tiếng, chứ đừng nói là xích mích mất lòng. Vợ chồng nó là người tốt, em đừng vu vạ cho người ta mà phải tội. Vu vạ ư? Lê ngước mắt lên nhìn chồng, mặt cô cứng đờ, không thể nói hết được câu. Hóa ra Thái nghĩ vợ mình đặt điều đổ oan cho vợ chồng nhà em. Cô chẳng buồn giữ ý tứ nữa mà nói. Vậy chuyện nó cố tình ăn bớt tiền thanh toán đám cưới thì sao? Anh em ruột thịt mà thế à? Còn chuyện thằng Bin nhà nó bị tai nạn, nó đổ trách nhiệm lên đầu em thì là nó đúng à? Chuyện thanh toán tiền, nó đã bảo người ta tính nhầm đem trả em rồi còn gì. Em muốn thế nào nữa? Còn nó ngã gãy chân, nó xót ruột, trong lúc luống cuống nên mới nói quá lên như thế, mà em cũng để bụng. Em hẹp hòi thế là cùng, ở với nhau mà cứ đi soi mói nhau thế này, em không thấy mệt à? Toàn người trong nhà ruột thịt cả. Một lần nữa, Lê bị chồng giáo huấn vì tội nói xấu các em mình. Lê bàng hoàng, nói trắng ra là sốc. Cái gì mà hẹp hòi, xét nét? Vậy là đến chồng cũng nghĩ cô không ra gì. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để không nói ra những câu từ khó nghe. Lúc này Thái đã không còn muốn đôi co với vợ nữa mà đi lên giường nằm. Lê đi đến ngồi xuống cạnh giường nói. Vậy không ở cùng bà Nga cũng được, vợ chồng mình thuê nhà ở. Em làm sao thế hả? Có nhà, có bố mẹ, có anh em đầy đủ mà phải đi thuê trọ. Anh biết em lúc mang bầu tâm tính không được ổn định, anh không tính toán, coi như em chưa nói gì. Nhưng lần sau đừng nói mấy lời gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ như thế nữa, anh cấm đấy. Nói xong thì Thái trùm chăn kín mít giận dỗi vợ. Lê cuối cùng không biết sai ở đâu. Bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng kết luận cô là người ích kỷ. Có phải cô đã nghe nhiều chuyện tâm lý gia đình nên sợ mơ hồ và nghĩ mình bị hại, bị nhiễm như lời chồng nói vừa rồi hay không? Nhưng nếu đúng thực tế, người thủ đoạn có thể ném đá giấu tay từ việc nhỏ thì ắt sẽ có việc lớn nhé. Biết nói thế nào cho chồng hiểu? Cả đêm tức không ngủ được, Lê lặng lẽ ngồi ở ghế bực dọc. Thái là đàn ông, không thể hiểu được cái tính của đàn bà. Họ chỉ đánh giá con người qua mắt, còn để ý sâu xa xét nét thì hoàn toàn không biết. Lê không phải muốn đôi co gây sự ở những chuyện không đâu, nhưng thực tế là nhà cái Liên gắp lửa bỏ tay người, sao cô lại nghi mỗi nó? Bởi thực tế nó ghét câu chuyện con nó ngã, bị bóc phốt ăn quỷ tiền. Cô khẳng định chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở việc cho canh mặn này,
Càng nghĩ, cô càng thấy vợ chồng nhà Thạc Sơn thâm nho. Nó liên tục để cho vợ nó lộng hành, còn thằng chồng đứng sau trợ giúp. Nếu chuyện bại lộ, nó lại dùng lời ngọt như mật lái sang chuyện khác một cách có lý đến bất ngờ. Một đêm dài chằng chọc không ngủ khiến Lê nghiêm túc nhận ra sự tình. Vì đâu nhà con Liên Sơn này nó gắp lửa bỏ tay cô? Vì cô đã nhận ra sự tham lam bất chấp của chúng nó, cho nên có khả năng cao chúng nó rất muốn cô cuốn gói ra ở riêng. Để làm gì? Để sống thoải mái, lấy lòng bố mẹ chồng, được thảnh thơi bơi trong căn nhà lộng rộng rãi. Điều này không phải cô dựa vào cảm giác, mà là dựa vào thực tế. Đặt giả thiết, nếu mình có mảnh đất, nếu trong hoàn cảnh bất hòa với bố mẹ chồng, thì nhất định cô sẽ xây nhà ở riêng, hay chí ít sẽ ra ở trọ để tránh bất hòa. Không phải bỗng tự dưng cái Liên nó dở người đến nỗi cắn răng chịu đựng sống chung với bà Lộc, để bà chửi bới nó suốt ngày. Theo như nhận định, nó sẽ bám trụ cái nhà này đến khi ông bà ấy chết đi. Kể cả chết đi rồi, chúng nó vẫn bám càng. Tiền chỉ mua đất, chứ không xây nhà. Nhà bố mẹ để, cứ thế ở chứ không có chuyện, chúng nó tự động ra ngoài xây, mà nhường lại cho Thái căn nhà này. Thằng Sơn nó đủ hiểu và thừa khôn ngoan để nhận định tính cách của từng người. Nó biết Thái hiền lành, thật thà. Khi bố mẹ không còn, một khi nó muốn chiếm căn nhà này, chỉ cần chọc tức Thái vài cái lập tức anh sẽ chuyển ra ngoài. Thế là tự dưng chúng nó ngang nhiên hưởng tất. Thật thà là tốt, nhưng thật thà không đúng chỗ, bản thân mình chỉ có nước thua thiệt. Nói đến đây, Lê bất giác thở phào. Không phải nghĩ quá lên, mà sự thật nó cứ dẫn Lê đến một lối, rằng bản chất tham lam của vợ chồng Sơn nó sẽ không từ thủ đoạn nào. Nói thì lại bảo bàn luận chuyện không phải thuộc thẩm quyền. Thế nhưng nghĩ cũng thấy chẽn. Nghe kể bố mẹ cái Liên làm cán bộ, xuống đây mua đất làm nhà. Người như thế chẳng lẽ lại để con cái mình chịu thua thiệt? Hay ít ra bố mẹ nó cũng phải sót con gái làm dâu, chịu đủ đắng cay tủi hờn. Có điều kiện nhưng không giúp đỡ. Liệu ông bà có biết vợ chồng chúng nó tham lam của anh em hay không? Bởi đúng với câu trên, tham lam thì làm gì có từ thủ đoạn nào, thì không có lý nào nó chỉ tham lam phía bên nhà bà Lộc này mà lại không tham lam nhà cái Liên. Có hai phương án xảy ra. Một là không đủ trình để tham lam. Thứ hai là bố mẹ con Liên xúi con gái với con rể tham lam của anh của em, là người đứng sau chỉ lối để thằng Sơn cõng rắn cắn cả nhà. Sơn ơi là Sơn, nếu sự việc là vậy thật thì mày ngu chứ khôn ở chỗ nào? Bản lĩnh thì sang nhà cách Liên mà tham lam chứ. Đằng này ăn của anh của em, chính máu mủ nhà mày thì thật là buồn cười. Nói ra mày cũng chỉ là con tốt để người ta giật dây mà thôi. Lê ngả người ra sau nói một mình. Biết chồng mình sẽ không bao giờ tin những lời mình nói, và cũng sẽ chẳng thể bỏ được anh em. Cho nên Lê quyết định phải ra mặt, chặt đứt ý định tham lam của vợ chồng nhà thằng này. Ngày hôm sau, Lê dậy sớm nấu bữa sáng. Cô vui vẻ một cách lạ kỳ. Cả đêm qua không chợp mắt được tí nào, nhưng Lê cũng chẳng thấy mệt mỏi. Nếu như ngày hôm qua dậy, cô còn nôn vì nghén, vậy mà hôm nay cô lại chẳng nghén tí nào. Nấu bún mắm mùi nồng như vậy mà cô còn cảm thấy thơm. Khi cả nhà dậy đông đủ, Lê bưng cho mỗi người một bát. Vừa ăn, Lê đảo mắt vào màn hình điện thoại đang sáng. Thấy vậy, Cái Vân cũng tò mò nhìn hỏi chị dâu. Chị xem cái gì mà chăm chú thế? À, chị đang đọc dở bài báo em ạ. Báo này mới sáng nay đấy. Đọc cuốn quá, phải đọc cho xong. Rõ khổ, chẳng biết nhà đấy thế nào. Thằng chồng nghe lời con vợ, xúi lại đi tham lam của người nhà. Giờ có của con này nó cũng bỏ. Thằng này nhận ra sai trái, quay về nhà, thì chẳng ai chứa chấp. Thế hả chị? Sao lại có thằng nó ngu như thế được? Cái Vân nói tỉnh bơ, khiến cả nhà nhìn nó. Ánh mắt này nhất định là nó biết Lê đang nói ai, cho nên nó mới hùa vào. Lê gật đầu tỏ vẻ không biết đáp lại nó. Thì thế mới nói, cõng rắn cắn cả nhà, máu mủ ruột già không lo cho nhau, đi nghe vợ là dại. Hai chị em kẻ tung người hứng, kể chuyện cho nhau nghe. Còn cả nhà chẳng nói gì mà cắm mặt vào ăn. Nhìn mặt Thái thì biết anh không hề biết ý của vợ,
Nhưng vợ chồng nhà Sơn này mắt giật lên mấy lần bị Lê để ý. Thực chất, Lê mỉa mai nhà nó không phải khơi mào chiến tranh. Cô chỉ biếu nó biết rằng cô thừa hiểu mưu mô nhà nó và mong vợ chồng nó dừng ngay lại ý đồ tham lam này. Cũng có lúc Lê nghĩ, hay là nói chuyện này cho ông bà Lộc nghe, để cho người ta dạy lại con cái. Nhưng thân cô cũng chỉ làm dâu, về nhà có được mấy tháng nay đã ý kiến ý cỏ. Người hiểu biết thì không nói, người không hiểu thì lại cho rằng cô nói xấu anh em. Thằng Sơn nó tham lam thật, nhưng dẫu gì nó cũng là con trai ông bà. Ai cao thượng đến độ bênh vực con dâu mà lên mặt với con trai mình. Cho nên Lê lại im lặng, tìm hướng giải quyết một mình. Về phòng, định không nói chuyện với chồng vì dỗi, nhưng bụng không yên nên Lê hỏi. Miếng đất anh mua chung với nhà kia xong chưa? Sao không thấy anh nói gì thế? Mới xong được phần giấy tờ thôi, ra bìa phải chờ 2 tháng nữa mới có. Công nhận may có chú Sơn nhà mình có tí lãi. Vừa mới hôm qua có người hỏi mua miếng đấy 3 tỷ rồi đấy. Em thấy không, mới hơn tháng đã lên giá thế rồi, làm bao giờ mới được 1 tỷ đấy. Chỉ có anh em trong nhà giúp đỡ nhau thôi chứ. Lộc nói, Lê cũng nguôi ngoai đôi phần, cô bảo. Cái quan trọng là ai đứng tên, anh tin nhà nó, chứ em không tin được. Tất nhiên là anh đứng tên rồi, em yên tâm đi, đừng lo nghĩ là gì cả. Mình chỉ cần chờ đất lên giá, bán lấy lời thôi. Lê không đáp, chẳng hiểu sao dây với người tham lam, không đàng hoàng, Lê không thích, không có tình cảm. Nói thẳng ra là không ưa. Nghĩ lại, thà số tiền đấy cô bỏ vào ngân hàng lại chắc chắn hơn. Đi theo cái nhà vợ chồng bận bụng này, lo ăn không ăn, ngủ không ngủ được. Bởi vậy, mới lấy về nhà người ta đừng vội quy chụp ai xấu ai tốt. Phải đặt vào tình huống tranh chấp, lợi ích, tiền bạc, khi ấy mới thực sự nhìn thấu lòng người. Hôm nay, thai Lê đã 4 tháng, đã máy đều. Từ hồi biết bầu con đến giờ, Lê không đi siêu âm thêm lần nào nữa. Bởi bà Lộc cũng nói, sóng siêu âm không tốt cho thai nhi, nên Lê cũng sợ. Hôm nay, chồng nghỉ làm đưa Lê đi siêu âm từ sáng sớm. Biết con dâu hôm nay khám thai, bà Lộc lén đi thẳng ra cổng, nhét vào tay con dâu 2 triệu mới đép. Cầm lấy mẹ cho, mua cái gì ngon ngon vào mà ăn, con thèm ăn thứ gì là cháu mẹ thèm thứ đấy đấy. Con có tiền rồi, mẹ cất đi. Lê đẩy lại chỗ tiền mẹ chồng đưa không nhận, nhưng bà khăng khăng ấn túi Lê, bà đáp. Mẹ không cho con, mẹ cho cháu mẹ, con cầm lấy đi, không con đĩ điên kia dậy thấy mẹ cho riêng nó lại tị. Bà Lộc nói, rồi đánh mắt vào trong khiến Lê bật cười. Toàn cầm lấy số tiền, nhưng nghĩ đến chuyện này, Lê chưa cầm vội mà nói. Nhưng mẹ này, thế lỡ chẳng may con bầu cháu gái, thì sao hả mẹ? Lúc đấy mẹ có buồn không? Mẹ có trách con không? Hầm à, trách gì được. Chuyện đẻ trai gái còn phải do thằng Thái, chứ nào trách nhiệm mình con được. Nếu đẻ con gái trước, nói thật là cũng hơi buồn, nhưng không sao, còn sau này nữa kia mà. Đứa sau không phải trai thì đứa sau nữa. Đẻ tới khi nào đẻ được thằng cu thì thôi. Con yên tâm, mẹ bao nuôi hết. Lê gật đầu, nhìn ánh mắt vui vẻ vô tư của bà Lộc, Lê mới yên tâm cầm tiền. Cô phải hỏi như vậy vì sợ bà quá trông mong cháu trai. Nếu lỡ đẻ ra con gái, Lê cầm tiền của bà cũng cảm thấy áy náy. Vợ chồng chở nhau đi, Lê không giấu khỏi sự hồi hộp lẫn vui mừng. Chỉ cuối năm nay thôi, gia đình nhỏ sẽ có thêm thành viên mới. Trời sáng sớm như trong lành, mát rượi, khiến tâm trạng của Lê cũng tốt hẳn lên. Hít một hơi thật sâu, ngồi trên xe sau lưng chồng, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Háo hức mong con, quan trọng hơn cô vui vì bố mẹ chồng cũng không đặt nặng áp lực. Chỉ mong sao con gái khỏe mạnh, khó khăn đến mấy cô cũng có thể cố gắng vượt qua. Hai vợ chồng đã hai bát phở thật to rồi mới đi khám. Thái cũng hồi hộp không kém gì vợ. Ngồi chờ tới lượt, Thái dặn dò vợ. Có con rồi thì lo nghĩ ít thôi. Người ta nói tâm trạng của mẹ ảnh hưởng nhiều đến con trong bụng đấy. Em cứ suốt ngày khó chịu, lại suy nghĩ lung tung, còn không cáu bẳn mới lạ. Biết như thế, sao mỗi lần tranh luận anh không bênh vực em? Anh chẳng giống như chú Sơn gì cả. Mẹ có mắng vợ, nó còn biết đường bênh. Đằng này...
Tâm trạng đang tốt, bỗng nghe câu Thái khuyên Lê, liền muốn nổi cơn tức. Trái với vẻ mặt khó chịu của vợ, Thái cứ chậm rãi khoan thai, khiến Lê ngứa mắt. Anh nói, nó xấu thì cũng là em trai em dâu mình, thế giờ nó như thế em định thế nào? Cũng lại xấu tính như nó chứ. Quan trọng là mình sống thế nào thôi, còn không ưa thì kệ nó. Không nói chuyện, không va chạm gì, chỉ là ăn chung bữa cơm với nhau. Việc ai người đấy làm, tiền ai người đấy tiêu. Thái nói hết những ý nghĩ trong đầu cho vợ nghe. Chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào, đôi vợ chồng này lại luôn phải bàn luận chuyện không phải các dự tính tương lai sau này, mà chỉ là cách sống thế nào cho anh em trong nhà đỡ bất ổn, không gây xích mích. Trước câu nói của Thái, Lê bật cười, cô nói, sống chung cùng nhau dưới một mái nhà, ăn chung, sinh hoạt chung, chạm mặt nhau suốt ngày, mà anh bảo không động chạm, không nói chuyện là xong à? Nhà đấy ăn ở thế nào mà bố mẹ cứ sơ hở ra là chửi? Nếu bên ngoại có điều kiện, sao không nhờ bên ấy giúp đỡ? Khi có tiền, chỉ biết mua đất để đấy, nhưng lại không mua nhà để ở riêng. Anh xem, người thì cũng có cái tôi, có cái sĩ diện, bị mẹ chồng cho ăn chửi suốt ngày như cái Liên. Vậy mà nó không hề cảm thấy phiền phức, cứ cự chịu đựng. Chồng nó cũng thế, cũng không cãi, cũng không bênh, coi như không biết. Lê nói rất nhẹ nhàng. Ý cô muốn nói rằng, vợ chồng nhà đấy có ý định độc chiếm lấy nhà này. Nhưng chớ trêu thay, những lời ấy một người thật thà như Thái lại chẳng thể hiểu nổi. Anh đáp, ở chung nhà mà có cái tôi thì ai gọi là người trong nhà nữa. Thế theo em, mỗi lần cái Liên nó bị mẹ chửi thì nó phải gân cổ lên cãi hay gì? Em đúng là lý sự thật chứ. Nó không nói thì em lại nghĩ vợ chồng nhà nó thủ đoạn. Nhưng anh em nó mà bật lại thì em chắc chắn sẽ bảo chúng nó mất dạy cho xem. Anh nói rồi, chuyện đấy không phải chuyện nhà mình, em để ý làm cái gì? Trước giờ cái Liên nó ở đây, anh em trong nhà chẳng bao giờ cãi nhau đâu. Đi làm mệt nhọc về nhà, chỉ muốn nghỉ ngơi. Em cứ nói thế này, nhức đầu lắm. Lê định lên tiếng nói lại chồng, nhưng trên loa kêu tên cô vào khám. Lê giận dỗi giật lấy cái túi sách, rồi khoác lên vai với bao nhiêu nỗi bực dọc. Nói nhiều, tâm sự nhiều, cuối cùng chồng chốt hạ, cô là kẻ hay gây sự. Đúng là buồn cười. Thái theo vợ vào phòng siêu âm. Bác sĩ soi qua một lượt, rồi nói với hai vợ chồng. Bé phát triển bình thường. Trai hay gái vậy bác sĩ? Khi Lê định hỏi xem con có khỏe không, thì ngồi cạnh giường, Thái lên tiếng hỏi trước, khiến Lê không hỏi nữa. Lại là vì giới tính. Chả hiểu sao từ lúc đôi co với chồng ở bên ngoài, giờ thấy chồng hỏi câu này, Lê ghét Thái ra mặt. Sao anh không hỏi con có khỏe mạnh không, mà lại hỏi giới tính? Thế đẻ con gái thì làm sao? Định không nuôi à? Lê lên tiếng cãi lý. Thái biết chỗ này có bác sĩ nên không nói gì. Người bác sĩ kiểm tra thêm lúc nữa rồi nói. Tạm thời là khỏe, nhưng từ từ đã. Lời bác sĩ ngập ngừng rồi im lặng một cách rất bất thường, khiến Lê và Thái im bặt theo. Cả hai cùng dán mắt lên màn hình, nhưng họ đâu có biết gì về chuyên môn mà hiểu được. Cuối cùng lại phải chờ kết luận của bác sĩ. Tháo kính mắt xuống, bác sĩ trầm giọng nói. Anh chị hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói câu này nhé. Vì là phòng khám tư, tôi sẽ không giấu giếm anh chị bất kể chuyện gì. Và bản thân tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm và chuyên môn cần phải thông báo đến hai vợ chồng. Người bác sĩ già nói rất chậm. Hai vợ chồng bên này nóng ruột, gật đầu như bổ củi. Hít vào một hơi thật sâu, bác sĩ tiếp tục nói. Giới tính thai nhi là gái. Vấn đề nằm ở chỗ rất có khả năng là cháu bị dị tật trên khuôn mặt, cụ thể là hở hàm ếch. Thái nghe đã rõ, Lê cũng ngồi hẳn dậy, nghe rõ từng câu từng chữ, rồi Lê như chết lặng, chết theo đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai? Ai có thể chấp nhận nổi sự thật này? Nhất là đối với một người sắp sửa làm mẹ như Lê, cô không thể tưởng tượng nổi. Thái thì có vẻ tỉnh táo hơn, anh hỏi. Vậy phải làm sao bác sĩ? Người bác sĩ đảo mắt sang nhìn Lê, rồi lại nhìn Thái, ông đáp. Bây giờ Thái mới được 4 tháng, chưa rõ ràng. Tôi muốn vợ chồng để đến tháng thứ 5, tôi sẽ kiểm tra thêm lần nữa.
mong là kết luận của tôi phán đoán nhầm. Nhưng hơn hết, tôi cần hai vợ chồng chuẩn bị trong tình huống xấu nhất. Hai người không nói không rằng, nặng trịch như đeo đá tảng. Rời khỏi phòng khám, Thái chở vợ về. Giờ thì hay rồi, con gái đã đành, còn bị tật, ai sẽ chấp nhận cho Lê đây? Này, có khi nào nhầm không em? Hay mình qua chỗ khác khám lại đi? Thái không thấy vợ nói gì, liền lên tiếng đề nghị. Lê gật đầu đồng ý. Thái lại lái xe đi ra hướng khác, chứ không phải hướng về nhà. Anh nói vợ. Có khi nào em cau có nhiều nên con nó thế không? Nói ít thôi, anh không nói người ta không bảo anh câm đâu. Lê gắt lên. Cô chưa đủ khổ hay sao mà còn sắp muối vào? Bị vợ chửi, Thái im bặt không nói gì nữa. Lê không nghĩ ngợi được gì, đầu trống rỗng. Cô mong người bác sĩ kia phán đoán nhầm. Giờ đối với cô, con gái cũng được, miễn là con khỏe mạnh không bệnh tật gì. Thế nhưng sang phòng khám khác, kết luận cũng y chang như phòng khám đầu tiên hai vợ chồng vào. Vẫn là câu nói hẹn tháng thứ năm của thai kỳ quay lại đây khám lại. Một lần thì nói là nhầm, chứ khám hai lần thì nó không có gì phải bàn cãi. Kết quả vẫn vậy, hai vợ chồng lại âm thầm chở nhau về, không nói nhau một lời. Trời trong xanh như lúc Lê đi khám, nhưng bây giờ cô không lấy làm đẹp đẽ gì. Vì là con đầu lòng, nào ai biết cách giải quyết ra sao? Bác sĩ nói là 5 tháng quay lại, thì cứ 5 tháng quay lại xem sao. Trước khi mở cổng, Lê quay lại dặn dò chồng. Tạm thời anh đừng nói cho mọi người biết, cứ nói bác sĩ chưa đích xác, tháng sau quay lại. Thái gật đầu đồng ý, Lê không muốn giấu gia đình, chỉ là trong thời gian 1 tháng này cô muốn chờ đợi và suy nghĩ xem nên nói với gia đình thế nào. Tuy hy vọng là mong manh, nhưng cô vẫn mong có phép màu là khi kiểm tra lại con cô hoàn toàn khỏe mạnh mà không hề có một lý do nào. Về đến nhà thì Cách Liên đã nấu xong cơm, đang dọn lên bàn sẵn. Lê vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt u buồn đến thảm hại. Theo lệ, bà Lộc lại chạy ùa ra đón con. Bà cởi mũ bảo hiểm cho con dâu, rồi tíu tít hỏi han. Sao rồi? Các con đi khám bác sĩ nói thế nào? Cháu khỏe chứ? Trai hay gái? Lê nhìn bà Lộc, nhói lên một cơn đau trong lòng, cô nói. Bác sĩ nói cháu khỏe mẹ, là con gái. Sau câu nói ấy, nụ cười của bà Lộc tắt cái phụt. Nó nhanh đến nỗi, giống như cái bóng đèn bị chập tắt ngay tối om. Nhưng bà vẫn gắng nhe hàm răng ra động viên. Thôi, gái cũng được, sau đẻ tiếp, không lo. Lê gật đầu. Bà nói thế thôi, chứ cô biết thừa bà trông mong thằng cháu đích tôn đến độ nào. Nhưng cảm thấy bố mẹ chồng thông cảm cho mình, cô lại càng day dứt. Chỉ mong sao con cô khỏe mạnh, cho cả nhà được nhờ. Đến bữa ăn, Lê và Thái không đả động gì đến chuyện đi khám. Mặt hai người vẫn cười, nhưng với một đứa hay để ý như Cách Liên, thì nó nhìn vào đôi mắt hai vợ chồng có một thứ gì đó không bình thường. Nghĩ ngợi một hồi, Liên gắp cho Lê một miếng thịt nạc. Nó vui vẻ hỏi han. Anh chị hôm nay đi khám, cu con khỏe chứ ạ? Thế là chị Lê bầu sau em 1 tháng thôi nhỉ? Em cũng bầu được hơn 5 tháng rồi, lại con trai chán bỏ sừ ra. Đứa đầu đã nghịch như giặc ấy rồi. Nó lắc đầu chép miệng, tỏ vẻ chán. Ngước lên nhìn, thấy mặt nó vênh lên cười trừ không đáp. Nó chẳng qua khoe khéo là đẻ thêm thằng con trai nữa đấy thôi. Chứ nó nhìn mặt Lê thế này, hẳn cũng đoán được Lê bầu con gái. Nghe đến đây, bà Lộc nói. Cái Lê bầu con gái, thôi thì sao cố đẻ con trai, tuổi còn trẻ không muộn. Bà Lộc nói rồi, lại gắp cho Lê một miếng thịt an ủi. Lê vâng dạ, không muốt nổi, nhưng cố gắng bình tĩnh. Bởi cô biết, con đĩ Liên này chỉ muốn chọc cho Lê tức sặc tiết mà chết đấy thôi. Cả bữa hôm nay, cái Liên nói hết phần, nó nói. Lúc đầu em nghĩ chị phải bầu con trai cơ, bởi trông anh Thái nhà mình khỏe mạnh thế kia cơ mà. Nhưng thôi, con gái cũng tốt, thời buổi này có con là quý rồi. Để sang tháng tới, lịch khám em đưa chị đi một thể. Không cần đâu, chị tự đi được, không phải mất công thím. Thím đi làm suốt ngày, thời gian đâu. Lê từ chối khéo, nhưng chính vì như thế, Liên lại thúc vào.
Không, phiền hà gì đâu. Chị em trong nhà cả, em cũng đi khám của em cơ mà. Bầu con gái thì gái vẫn phải đi khám chứ, mặc kệ thế nào được. Mà may đấy, chị là dâu trưởng, bầu con gái bố mẹ cũng thông cảm cho, còn gắp cho ăn các thứ. Chứ như em nào, ai gắp cho miếng nào? Đây, không ai gắp thì để tao gắp cho mày ăn. Chuyện tao mang bầu liên can đếch gì đến nhà mày mà mày phải vịn vào? Bầu con gái thì đã sao, đến bố mẹ mong cháu còn chưa chê tao câu nào. Mày lấy tư cách gì mà dạy tao? Còn khen chồng tao khỏe. Bộ mày sợ tao mang bầu không phải con anh mày à? Hay là mày ngủ với chồng tao rồi nên mày biết nó khỏe? Cái ngữ xấu tính như mày có đẻ một đứa con trai hay hai đứa con trai, ông bà cũng không ý kiến gì đâu. Đúng cái loại xấu người xấu cả nết. Lê vừa nói vừa giận dữ gắp hết đĩa rau vào bát cái Liên. Cô gào ầm lên chửi bới em dâu trước mặt tất cả mọi người. Đã cố gắng nhịn, nhưng trông thấy cái mặt vênh lên, dại khôn của cái Liên, cộng với tâm trạng đi khám đã bất ổn từ trước, khiến Lê không chịu được mà chửi ngay không nể nang ai. Chửi xong, Lê thẳng tay bẻ gãy đôi đũa của mình, rồi hầm hầm đi về phòng. Cái Vân định đuổi theo, thì Thái đã can. Kệ chị ấy, chị đang tức, để chị ấy yên. Tí anh vào xem thế nào, cả nhà cứ ăn cơm đi. Thái thở dài, thúc giục mọi người ăn cho xong bữa. Anh biết Lê tâm trạng đang rất mất bình tĩnh, đến anh còn không biết phải làm sao. Thế nhưng cái Liên ngồi bên cạnh, vẫn không thôi bớt mồm. Nó run giọng trực khóc, ấm ức nói. Con đã nói sai ở đâu chứ? Cùng cảnh làm dâu, rủ nhau đi khám chung thì làm sao? Sao chị Lê, chị ấy cứ phải chửi con như thế? À, quên con chưa kể. Đêm hôm kia con mơ nhặt được đứa trẻ sơ sinh, không chân không tay đấy. Phủi vui cái mồm thối nhà mày, mày thì oan ức lắm đấy. Trong khi nó bầu con gái, mày cứ xoen xét con trai, nó lại chẳng tức, lại còn khen thằng Thái khỏe mạnh. Đúng là hết khôn lại dồn đến dại. Ăn xong thì dọn đi. Bà Lộc lèm bèm chửi Liên. Thế là từ lúc đấy cũng chẳng còn ai ngồi ăn cơm nữa. Cả bàn còn mỗi mình cái Liên. Tấm một thìa cơm thật to vào mồm, nó nhếch mép cười khinh. Lê mà đẻ con gái, phen này tha hồ mà nó chọc tức. Lê về phòng đóng chặt cửa lại, leo lên giường nằm, mắt hướng chăm chăm lên trần nhà. Cứ nhìn đến cái cách nó mỉa cô đẻ con gái, cô lại tức không thể nào chịu được. Sao em lại mất bình tĩnh như thế? Thím Liên thím ấy chỉ quan tâm em thôi mà. Làm gì đến nỗi em phải mắng mỏ thím ấy ở bữa cơm như thế? Phải, là tôi hết. Tất cả là do tôi. Cái gì cũng là tôi soi mói, không biết trên biết dưới, không biết nhẫn nhịn. Tôi đi làm dâu chứ không phải làm trâu bò, để cho đứa khác nó mói móc mỉa mà tôi phải im lặng. Đối với anh, tôi làm sao xếp được, anh em ruột thịt nhà anh có phải không? Chúng nó biết vun vén, biết lấy tiền người làm tiền của mình, cuối cùng cũng là vợ chồng con cái nó hưởng. Còn anh đi trách vợ, đi nhường nhịn một đứa có tất cả, còn trong tay cái ốc vít cũng không có. Bản lĩnh nào, sĩ diện nào mà anh cứ bênh nó chằm chạp thế? Lê như lên cơn điên, chửi cả chồng. Bên ngoài nghe thấy tiếng ồm ồm, vợ chồng cãi nhau, nhưng lại không nghe rõ câu rõ chữ. Thái lắc đầu, lại ra ngoài nằm ở phòng khách nghỉ tạm. Lê ngồi thụp xuống giường, chảy nước mắt. Bao nhiêu áp lực, cứ thế dồn nén, nay tống hết ra ngoài. Lê không nhịn được, thật sự là không nhịn được nữa. Sau một lúc khóc, tâm trạng cũng nhẹ đi một chút, chỉ là một chút, chứ không phải là hết. Gấp dăm ba bộ quần áo cho vào túi, Lê khoác lên vai đi sang nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô cũng nói chuyện đôi ba câu với bà Lộc, gọi là xin phép. Cô không muốn người khác nói cô không có phép tắc, bỏ về nhà ngoại mà không nói lấy một lời. Thấy con dâu mắt sưng húp không mở nổi, lại nghe thấy buổi trưa vợ chồng cãi nhau, bà Lộc cũng không giữ, chỉ dặn dò con dâu đi đường cẩn thận. Ở nhà ngoại dăm ba hôm, nói chồng sang đón về. Trước lời dặn dò, nước mắt Lê lại rưng rưng. Bà Lộc cứ nhẹ nhàng thì cô càng buồn. Đến bây giờ Lê mới thực sự hiểu, hôn nhân có quá nhiều thứ lo toan, xích mích. Có những chuyện ngỡ là bé tí, nhưng không đồng quan điểm cũng sẽ trở nên bất hòa. Nói đâu hay, kể đến chồng cô, Đào Thái đây chẳng hạn. Với một người xinh xắn, trắng trẻo, học hành cũng không đến nỗi ngắn, gia cảnh cũng bình thường, thì Lê tự tin có thể lấy được một người có đủ điều kiện hơn là Thái.
Nhưng cô cầu toàn, không muốn cái gì là quá tầm với, nên cô đồng ý quen Thái. Thái không phải người đẹp trai, cũng chẳng phải người giỏi kiếm tiền, chỉ là cô trông mong chồng mình là người hiền lành, chu đáo, biết quan tâm đến vợ con. Hơn hết, phải đặt tương lai gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu. Khi đi xem tuổi thì hợp, gia đình đôi bên tắc thành, không ai phản đối. Lê rất tin vào câu nói, đầu xuôi đuôi lọt, thời các cụ để lại. Tất cả đã rất thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng trái với suy nghĩ và trông mong của vợ, Thái thật thà tốt bụng thì có, nhưng nghĩ cho vợ con thì không. Anh mặc định, vợ là người nhiều chuyện gây sự. Khi mâu thuẫn xảy ra, không thấy anh oán trách các em một lời hay bênh vực vợ. Ngược lại chỉ biết trách vợ thế nọ, thế kia. Cái tốt bụng đến mức ngờ nghệch, rốt nát của chồng khiến Lê phát bực. Giả sử cả nhà chồng đứng trong con tàu sắp chìm, cần bỏ một người xuống để cứu vãn tất cả, chắc có lẽ Thái sẽ không do dự mà đẩy vợ con xuống nước, cứu sống cả gia đình nhà mình. Nghĩ đến đây, Lê nhếch cái mép đầy bất mãn. Hóa ra có lúc cuộc đời cô lại thảm hại đến mức này. Buổi trưa không ăn cơm, Lê đói. Cô sẽ vào chợ mua ít thức ăn về nấu. Chợ nửa buổi thế này thì có thức ăn mua đã là tốt rồi. Lê phải ăn để còn khỏe cho cả đứa bé trong bụng. Chẳng hiểu sao từ khi biết nó là con gái lại bị tật, Lê không một chút oán trách bản thân và cả đứa trẻ trong bụng mình. Cô còn cảm thấy thương con nhiều hơn. Đâu ai muốn chuyện không hay này xảy ra. Nó càng đến thì cô càng phải đối diện. Về đến nhà mẹ đẻ lúc này đã 3 giờ chiều, trời vẫn còn nắng gắt. Bà Nga tầm này đang chuẩn bị bột cùng củi lửa để đẩy xe bánh ra chiên. Lê dừng xe trước hẻm, nghĩ con gái tới phụ bán bánh, bà Nga định không hỏi, nhưng thấy con mang cả ba lô, mắt thì sưng húp. Bà đã đi qua rồi nhưng phải lộn lại hỏi. Sao thế? Sao mà mặt mũi lại sưng hết thế kia? Nhà bên đấy đã xảy ra chuyện gì phải không? Thế thằng Thái đâu? Bà Nga hỏi rất nhiều, nhưng Lê chỉ lắc đầu. Cảm giác nghẹn bứ ở trong cổ khiến Lê không nói được bất kỳ lời nào. Cô đi làm dâu đấy. Thế nhưng ai không biết lại nghĩ Lê vừa mới bị cướp đánh cho xong. Bỏ mặc cái xe bánh ngoài ngõ, bà Nga kéo con gái vào nhà. Thấy trên xe có bọc thức ăn sống thì bà nghĩ ngay ra con gái chưa ăn gì. Đợi cho con thút thít mãi, bà mới hỏi. Thế làm sao? Hôm trước gọi điện bảo đi khám thai kia mà. Nhà bên đấy có chuyện gì? Phải kể mẹ nghe mới biết được chứ. Lê thở dài, cô nói với bà Nga. Hôm nay con đi kiểm tra thai rồi. Bác sĩ nói con gái, nhưng mà... Nói đến đây, Lê lại run giọng trực khóc. Bà Nga động viên. Không sao, nhà có ai đâu. Cứ kể đi xem nào. Hay là do bầu con gái nên nhà bên ấy nói gì phải không? Bà lại đặt ra giả thiết. Lê đáp. Không, bầu con gái nhưng nhà bên ấy không nói gì. Nhưng mà thai bị tật mẹ ơi. Bên ấy người ta chỉ biết con bầu con gái thôi. Còn chuyện bị tật kia con chưa có nói. Vợ chồng canh liên bên ấy giờ nó lộ bản chất tham lam lắm. Hôm trả tiền cỗ còn bớt xén 10 mấy triệu. Bà Nga nghe xong thì hiểu ra vấn đề, nghe bà cũng sốc, cũng buồn chứ. Nhưng bà ở tuổi này, khi đã trải qua nhiều chuyện, đôi khi còn nghĩ không vực dậy nổi. Nỗi buồn con cái lại thêm cả mâu thuẫn gia đình khiến Lê chạnh lòng cũng là điều dễ hiểu. Bà Nga còn hỏi. Thế sao mỗi lần anh em bất hòa, thằng Thái nói gì không? Chuyện con cái thế này nó khuyên vợ thế nào? Nó là chồng, quan trọng vợ chồng phải thông cảm bảo ban nhau kia. Lê lắc đầu, cô đáp. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy toàn bênh người nhà, còn chê con nhiều chuyện. Sáng nay đi khám về, con đoán rằng thai bị thế này là do con cau có nhiều mà thành. Bác sĩ bảo đợi thêm 1 tháng nữa thì quay lại đấy khám lại. Bà Nga nghe xong, giận tím mặt. Nhưng bà không nói cho con gái biết. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ, nếu không phải đã làm bột thì bà cũng chẳng có tâm trạng bán hàng. Bà đứng dậy, đội cái nón lên đầy chuẩn bị đi. Bà nhắc. Thôi, cứ tạm thời ở đây vài hôm, cho khuây khỏa đã rồi tính tiếp. Bây giờ ở nhà nấu cơm đi, đói thì ăn trước, mẹ ra bán, rồi tối dọn sớm đi chơi. Lê gật đầu, bà Nga không muốn con gái áp lực, hay nghĩ ngợi gì, bà cũng không trách
không mắng khi Lê nói rằng bản thân mình có xích mích với anh em bên chồng. Tuy chưa bao giờ làm dâu, nhưng bà hiểu chuyện sống cùng nó phức tạp đến thế nào. Mà con gái bà thì trực tính và nóng nảy. Chẳng cần hỏi nhiều, bà cũng biết rằng nếu người ta không quá đáng thì cái Lê nhà bà không đến nỗi ấm ức mà khăn gói bỏ về thế này. Vấn đề ở đây không phải Lê xích mích với bố mẹ chồng mà là các em chồng. Gái nhà này, dâu nhà khác, trai nhà này, rể nhà khác. Cùng đi làm dâu, làm rể, ấy thế mà không thông cảm cho nhau, lại còn chơi xấu nhau thì đúng là hết thuốc chữa. Bản lĩnh thì đã không tính toán so đo với người nhà, ăn bớt tiền mừng cưới của anh chị ruột mình là điều khó chấp nhận nổi. Bà Nga trong khi dọn hàng, chờ lửa bén than sán bánh, bà bấm số gọi cho bà Lộc. Mặc dù trước khi đi, Lê đã xin sang nhà mẹ đẻ, nhưng vì cẩn thận, bà Nga vẫn gọi thêm một lần, xin phép cho con gái về nhà chơi đôi hôm. Bà Lộc rất có cảm tình với bà Nga, lại khâm phục bà Nga một mình nuôi con khéo, cho nên đồng ý ngay. Lê nấu xong cơm thì chạy ra phụ mẹ. Ngày hôm nay đông khách khiến hai mẹ con tất tả, bận rộn, chiên nặng, không có thời gian nói chuyện với nhau. Trong lúc bán hàng thì người đàn ông tên Tú, giàu có, làm trưởng phòng công ty đối diện lại lái xe tới. Xuống mua bánh, vẫn là cô gái chân dài được anh thay đổi liên tục. Lê chỉ biết bán hàng, còn anh cũng không xuống xe hỏi han cô như những lần anh đi một mình. Khi trong xe có người phụ nữ khác, thì Tú cũng làm lơ, ra vẻ không quen, không biết gì. Lê nhìn theo chiếc xe sang của Tú đi xa mãi, lại nghĩ về chồng mình thật thà ở nhà, bất giác thở dài thượt. Người thông minh quá thì nhiều tật, người thật thà quá thì dốt nát, chẳng phân biệt đâu là sai là đúng. Cuối cùng, người ta cứ chê đàn bà khó hiểu, nhưng đàn ông cũng đâu có kém gì. Rốt cuộc, khi lấy một người xa lạ về làm vợ, người ta có coi vợ là người nhà hay không? Và khi đứng giữa lựa chọn vợ và người ruột thịt, người đàn ông sẽ chọn ai? Và rồi cuối cùng, Lê có chọn đúng người chồng hiểu chuyện hay không? Hay là chọn phải tên dốt nát, coi vợ là tâm điểm của mọi mâu thuẫn? Hết rồi, dọn hàng về đi thôi. Bà Nga nói khiến Lê giật mình quay sang nhìn. Bao nhiêu chuyện khiến Lê không còn để tâm đến chuyện bán hàng cho mẹ nữa. Trong lòng thì chất chứa nhiều nỗi buồn, chuyện con cái, chuyện vợ chồng, chuyện anh em bên chồng. Ngần đấy chuyện cũng đủ quật Lê ngã, không thể đứng lên được rồi. Tối hôm ấy, Thái sang bên nhà ăn cơm. Anh ăn xong thì cũng để cho vợ dọn dẹp như thói quen, rồi ngồi trên nhà trên uống nước. Để cho con gái xuống nhà, bà Nga hỏi con rể. Hai vợ chồng có chuyện gì phải bảo nhau nhẹ nhàng chứ? Con lớn hơn vợ rất nhiều, chẳng lẽ lại không thể điềm tĩnh mà nói chuyện với vợ ư? Không phải con không muốn nói, mà tính Lê rất ương bướng mẹ ạ. Nhất nhất là cô ấy đúng, chứ không nhận sai bao giờ. Toàn anh em trong nhà cả, cứ đi bắt bẻ nhau thế, thì ở thế nào được? Thái nghĩ bà Nga là người hiểu chuyện, nên kể cho bà nghe. Bà ngồi nghe hết câu chuyện, mặt không biến sắc, cũng chẳng tỏ ra đồng tình. Đợi cho Thái kể xong, bà nói. Nhà ở đông phức tạp vậy, vậy con có ý định đưa vợ ra ở riêng không? Thái ngước lên nhìn bà Nga, bà cũng nhìn anh dò xét. Thái không mất 3 giây để suy nghĩ đáp lại. Sao phải xây nhà, trong khi nhà con có nhà ạ? Nhà con, tức là con bỏ tiền ra xây, hay bố mẹ con, hay là anh em con? Bà Nga hỏi rất thẳng, khiến Thái trong lúc nhất thời không hiểu ý, liền nói. Là của bố mẹ con xây. Nhà của bố mẹ con xây, thì hà cớ gì con lại nhận là nhà của con? Khi ông bà bên ấy đẻ ra mấy anh em con, chưa dựng vợ gả chồng, ở chung với nhau thì gọi là nhà mình. Còn nếu các con lấy nhau mà ở chung với bố mẹ, thì gọi là ở nhờ. Bà Nga phân tích cho Thái hiểu, nhưng Thái chỉ số thông minh quá thấp, vẫn cố chấp nói. Sao lại là ở nhờ? Mẹ có ý gì con thực sự không hiểu. Nhà đấy là nhà bố mẹ, nhưng cũng cho các con chứ giữ lại làm gì? Bà Nga nhìn con rể ngồi trước mắt, bình tĩnh giải thích. Việt Nam mình có câu, tậu trâu cưới vợ làm nhà, ý chỉ ba chuyện hệ trọng nhất của đời người đàn ông. Tậu trâu để có vốn, rồi mới cưới vợ,
rồi đến làm nhà. Con mới làm được hai việc đầu thôi, còn việc cuối thì chưa. Nhà của bố mẹ là nhà của bố mẹ, chứ nào đã công bố cho ai mà con mạnh miệng kêu nhà con. Lấy vợ lấy chồng là lập ra một ngôi nhà riêng, một tổ ấm riêng. Thế người ta mới hay hỏi han nhau bằng câu, cháu đã lập gia đình chưa, là vậy đấy. Ông bà không chỉ có mình con, mà còn có các em. Bây giờ vợ con đã có mâu thuẫn với anh em bên đấy. Một bên là vợ, một bên là các em. Con ở giữa là người khó xử nhất. Vậy chi bằng hai đứa ra ở riêng cho đỡ bất hòa. Nhà đấy để lại cho chú thím cũng được chứ sao. Mẹ nghe nói bố mẹ con bảo, nếu ai đi ra ngoài ở riêng, thì người ở lại thêm tiền cho người kia làm vốn còn gì. Bà Nga nói rất thấu tình đạt lý, khiến Thái im lặng không nói gì. Vừa lúc đấy, Lê cũng rửa bát xong, bà liền đảng sang chuyện khác. Thôi, trời cũng tối rồi, con về đi cho sớm sủa, cứ để vợ mấy hôm ở đây cho mẹ chăm. Chiều nay mẹ cũng gọi xin phép ông bà bên đấy rồi. Bà Nga mềm mỏng nói với con rể, khiến Thái gật đầu, tiến con ra tới đầu ngõ, rồi mới quay vào. Trên gương mặt trai sạm nay lạnh lùng, sắc sảo, bà nói một mình. Không phải vì con cháu tao, thì tao đón về lâu rồi. Thái đi khỏi, thì bà Nga cũng đi vào. Đến cửa nhà thấy Lê, cũng đang đứng đấy trông ra. Cô hỏi mẹ. Hắn về rồi hả mẹ? Mẹ nói gì với nhà con thế? Cũng chẳng có gì. Chỉ là mẹ tham gia với nó, việc sinh hoạt gia đình các thứ thôi. Mẹ cũng bảo với nó rồi. Con cứ ở đây chơi vài hôm, không việc gì phải nghĩ ngợi. Chuyện nhà nó, để cho nhà nó giải quyết. Mình phận làm dâu, không nên nghĩ ngợi hoặc nói gì nhiều cho nó mệt. Anh em nhà nó, để cho thằng Thái nó nói, chứ mày mà nói ra, nó lại bảo mày ghê gớm đấy. Thôi, vào trong nhà đi kẻo lạnh. Lê gật đầu trở vào trong cùng mẹ. Chuyện anh em nhà chồng Lê có thể không bận tâm, thế nhưng chuyện con cái khiến cả đêm cô không chợp mắt nổi. Nỗi xót ruột khiến cô lật người suốt. Chỉ mong sao mau đến tháng thứ năm để nhanh khám lại. Ngày hôm sau, mẹ con nhà bà Nga lại do hàng ra bán như mọi hôm. Một lúc sau, thấy cái Bân đi xe đạp điện chạy tới, thấy em chồng, Lê cười tươi hỏi. Hôm nay đi học về sớm thế, vào đây ngồi chờ tị tí, chị lấy mẹ bánh khác cho nóng giòn. Chị ra đây em bảo. Cái Vân chào bà Nga xong, thì kéo áo bảo Lê ra ngoài bàn nhựa ngồi. Lê cũng theo nó đi ra, thấy nó cứ lóng ngóng, thì Lê hỏi. Sao thế? Nhà lại có chuyện gì à? Vân lắc đầu nó đáp. Không, chả có việc gì đâu. Chỉ là chiều hôm qua dậy không thấy xe chị ở nhà. Hỏi mẹ thì mẹ bảo chị dối ông Thái, nên sang bên này ở. Em sợ chị không kể cho mẹ chị biết chuyện, nên em bảo chị ra đây ngồi, nói chuyện cho dễ. Chị kể với mẹ chị rồi. Nếu chị không kể thì làm sao chị sang đây ở mấy hôm được? Mẹ chị chẳng đuổi về ấy chứ. Vân gật, đánh mắt sang bà Nga xem bà có nói gì không, thì bà ấy cũng cười. Cái thẩm thụt như bà cụ non lo xa của cái Vân khiến bà buồn cười. Vân nói, tối hôm qua, ông Thái chắc là sang bên này nhỉ. Khi về có mọi người trong nhà, ông ấy cũng nói là muốn ra ở riêng, cho anh em trong nhà đỡ mâu thuẫn, để chị bầu cho khỏe. Thế vợ chồng nhà Liên Sơn nói thế nào? Cái Vân vừa dứt lời thì Lê hỏi, ánh mắt trông chờ của cô khiến nó phải hỏi lại. Sao chị không hỏi bố mẹ có nói gì không mà lại hỏi nhà đấy? Bộ nhà đấy quyền to hơn bố mẹ à? Lê cười trước lời vặn vẹo của Cách Vân. Mới đầu nghĩ nó lầm lì, ấy thế mà ở một thời gian biết tính nhau thì nó nói cũng nhiều, mà cái gì cần thiết mới nói. Lê đáp. Chị với bố mẹ thì có chuyện gì xích mích đâu mà hỏi. Ông bà hiền lành, chị về đấy ông bà hiểu cho chị. Mà ông bà nói thì mày cũng biết còn gì. Chuyện nhà cửa của các con, ông bà không can thiệp, để cho anh em tự giải quyết. Ai tốt xấu gì cũng là con cái của ông bà. Hai người mà ra mặt thì lại bảo bênh cũng dở. Chị có khúc mắc với vợ chồng nhà cái Liên thằng Sơn thôi. Chị muốn biết vợ chồng nó nghĩ gì trước lời đề nghị của chồng chị. Cái Vân gật đầu hiểu chuyện, nó nói. Lúc anh Thái kể là muốn ra ở riêng, thì bố mẹ cũng gật đầu, vì sắp sửa lại có thêm hai đứa cháu sắp sinh. Vì thế nhà cũng thêm chật, cho nên mẹ bảo nếu Thái tính thế,
thì nhà Sơn phải bỏ tiền ra thêm vào cho Thái làm nhà chỗ khác. Nhưng lạ ở chỗ, khi Thái nói muốn dọn ra ở riêng thì nhà Sơn lại ngăn cản, nói rằng nhà còn rộng rãi chán, thêm hai đứa trẻ con thì cũng vẫn chỉ ở phòng của vợ chồng, chứ nào phải xây thêm phòng riêng đâu mà sợ chật. Mụ Liên còn nói gì ấy nhỉ? À, phải rồi, cái gì mà bố mẹ chỉ có hai anh em mình, phải ở lại tương trợ nhau trong lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật. Em vẫn không hiểu, đáng lý nhà đấy phải mừng khi ông Thái muốn dọn đi chứ, đằng này lại giữ ở lại, lạ thật đấy. Cái Vân vừa nhớ, vừa kể lại chuyện tối qua Thái đề xuất ra ở riêng. Lê cười nhếch mép giải thích. Không phải là nó không muốn ở một mình một cái nhà đấy đâu. Chúng nó có tính toán cả. Em nghĩ xem, tại sao nhà nó chỉ mua đất để đấy, chứ không xây nhà riêng. Trong khi nhà đấy lấy nhau cũng sớm hơn nhà chị, kinh tế cũng vững hơn nhà chị, nhưng nó vẫn chấp nhận ở chung. Bây giờ vợ chồng chúng nó ở căn nhà đấy vẫn phải thêm một khoản để cho nhà chị ra ở riêng. Chẳng qua vì bố mẹ bắt thêm tiền nên nó giữ anh Thái lại thôi. Còn nếu cho không nó cái nhà, không cần phải bù bất cứ đồng nào, thì nhà nó chẳng đá anh Thái đi lâu rồi ấy chứ. Ý chị là... Cái Vân chưa hiểu lắm thì hỏi lại. Lê đáp. Anh Thái là người hiền lành, dễ bị mềm lòng khi người ta nói ngọt. Thử để ý mà xem, cái Liên nó có thể cãi nhau tay đôi với mẹ, nhưng nói với lão Thái thì rất ngọt để dễ bề sắt mũi. Bây giờ còn bố mẹ, nhà Sơn ngang nhiên chiếm mất cái nhà đấy thì ắt ông bà sẽ không cho. Còn nó cứ bám trụ ở đấy, cũng bảo cả nhà Thái ở đấy, thì khi ông bà không còn, nó trở mặt, chỉ cần nói móc mỉa lão Thái này giam câu, lão sẽ tự ái mà dọn ra ngoài ở, đếch cần đồng nào của nhà nó nữa. Không sợ bố mẹ mắng, cũng không sợ thiên hạ chửi tham lam, mà vẫn chễm chệ có nhà. Không mất đồng nào, như thế có phải là được cả không? Cái Vân lần này hiểu ra vấn đề, liền im bặt không nói gì. Có lẽ nó không thể ngờ mưu mô nhà vợ chồng thằng này lại gian trá đến thế. Lê thở hắt ra, kể nốt chuyện vừa rồi. Khi chị về, nó chỉ làm thân, để dò xem chị có phải dạng dễ đối phó, tính khí ngờ nghệch không biết gì hay là không. Thế cho nên khi chị em mình phát hiện ra số tiền chúng nó ăn không ấy, nên đã lật mặt ngay. Còn ông Thái rốt, vẫn để anh em mà bao che, nên vợ chồng nhà chúng nó vẫn ngọt xớt để lấy lòng lão ấy. Người chúng nó muốn tống cổ đi ngay là chị đây này. Chúng nó sợ lão Thái sẽ nghe lời chị đòi ra ở riêng ngay, thì bố mẹ lại bắt nhà nó bỏ tiền cho nhà chị. Vân lắc đầu không dám nghĩ. Anh em trong nhà mà cũng có lúc phải dùng thủ đoạn thế này. Nó bất giác lắc đầu than. Quá thâm nho, quá tính toán. Thế thì phải bảo bố mẹ biết ngay thôi. Không thể chứa chấp hạ người đấy chung nhà với mình được. Lê lắc đầu, ngăn em chồng không kể. Không phải chuyện gì nói ra cũng giải quyết được vấn đề đâu. Nếu bố mẹ không ưa nhà nó đến độ tuổi nó đi, thì chị nghĩ không đợi đến hôm nay. Cơ bản ông bà không thương cái Liên, thì còn thằng Sơn, còn cháu nội, ông bà cũng chẳng thể bỏ được. Bố mẹ hiền lành, đến tầm tuổi này rồi, cứ để cho ông bà nghỉ ngơi. Nói ra làm gì vợ chồng nhà nó đã nhận. Chẳng phải mày bảo nó có khoan nói rất dẻo hay sao? Nhà nó chỉ thích chơi với những người dại thôi, còn người khôn có ăn được cái gì đâu mà chơi với bời. Vân nghe nó nói con lý thì không còn đòi mách nữa. Nó cũng sợ khi ở chung với những hạng người lòng dạ tham lam này, nhưng ít ra nó còn chưa có chồng, vẫn còn đi học, cho nên còn chưa xảy ra chuyện gì mấy. Chưa mà nó đi lấy chồng, ông bà lại bảo chia của cho con gái một ít, thì có mà nhà cái Liên thằng Sơn chẳng nhảy dựng lên. Cái Vân gật đầu thở dài. Nó biết chuyện này không quá bất ngờ khi ở chung với một kẻ tham lam. Nói thêm đôi ba câu, chị dâu em chồng cũng chia tay nhau. Cái Vân phải đi về. Khi rời đi, Lê đưa cho nó một bọc bánh nóng hổi mang về cho bố mẹ và thằng Bin ăn cùng. Leo lên xe trực đi rồi, nó dừng lại nói một câu với chị dâu. Nếu chị đã biết mọi chuyện như thế, thì phải quay lại sớm biết chưa? Chị mà bỏ ông Thái rốt như con bò này, thì nhà mụ Liên kia chẳng phải đạt được mục đích tống cổ chị đi hay sao? Phải tỉnh táo lên, phải nghĩ về đại cục. Trước câu nói sốc lại tinh thần, khiến Lê đứng đực ngư người ra. Cô không có ý định bỏ chồng, thế mà sau khi nghe con bé nó khuyên thế, chuyện bỏ chồng bỗng dưng cô lại không thấy sốc. Xa lạ, thậm chí là bất ngờ. Bởi tâm trạng đang giận dỗi chồng,
thì có bỏ chồng nó lại chẳng nhạt hơn nước ốc. Còn bé Vân thế mà đáo để ghê. Nó sang đây để đôn thúc chị dâu về đối phó với quân bất lương đây mà. Bà Nga đợi cái Vân đi rồi mới nói với con gái. Con bé này nói cũng nhiều phết nhỉ, đâu đến nỗi trầm tính đâu. Chẳng phải là nó trầm tính đâu, lúc mới về nó sợ con giống như cái Liên nên không bắt chuyện đấy, chứ thực ra nó sống thật mà còn tốt bụng. Lê cười nhìn theo cái Vân, đạp xe băng qua phố, hòa vào dòng người đông nghịt lúc tan tầm. Sống trong căn nhà quá đỗi phức tạp và hại não. May mắn thay, vẫn có một đứa em gái của chồng tin tưởng và chơi thân với mình, khiến lòng cô nhẹ đi đôi phần. Ngày hôm sau, khi cái Liên còn ngáp ngắn ngáp dài, uể oải định xuống bếp nấu nướng, thì mùi thơm từ trong bếp đã bay ra ngoài. Trong sân, cái xe máy cũ của Lê dựng ở đấy từ bao giờ. Trên xe còn treo lủng liệng mấy quả bưởi đã ngả sang vàng vàng héo. Cái Liên đảo mắt nghĩ ngợi, nó vẫn đinh ninh với người thẳng tính như Lê. Sau khi nằng nặc bỏ sang nhà mẹ thì phải dỗi mấy hôm mới về, có khi là dỗi hẳn không thèm về, bởi ở đây nó sẽ gây áp lực khiến cô không còn muốn sống chung nhà với nó nữa. Thế nhưng nó đã nhầm. Bưng trong bếp ra nổi nước bún khá to, lại trông thấy cái Liên đứng ở sân ngờ nghệch suy nghĩ. Lê cười giòn đánh tiếng đứa em dâu bận bụng. Dậy rồi hả thím ơi? Liên nghe câu hỏi thì quay quắt sang nhìn Lê. Nó không giữ bình tĩnh mà hỏi. Chị về từ lúc nào? Nghe câu đấy ai không biết, lại nghĩ nó đang quan tâm chị ấy chứ. Nhưng hai hàng lông mày nó trao lại, giọng gầm ghè như thể sắp cắn chộp đến nơi. Lê vẫn hỏa nhã như chưa từng chửi nó câu nào. Lê đáp. Chị về được một lúc rồi, cũng nấu đồ ăn cho cả nhà mình rồi. Chồng chị ở đây, chị cũng phải ở đây chứ. Chứ chị mà tức tối bỏ đi thì lại sướng cho nhà thím quá. Thôi, thím đi đánh răng đi, cho đỡ thối mồm. Lê cười hi hí, rồi đi qua cái Liên, khiến nó trợn ngược mắt lên tức tối. Càng tức, thì Lê càng hà hê muôn phần và chứng tỏ những gì Lê suy đoán là đúng. Ông bạn Lộc thấy con dâu về cũng không trách gì, bởi trước khi đi thì Lê cũng xin phép rồi, cô cũng chỉ ở nhà ngoại có 2 ngày thôi. Ngồi ăn cùng với nhau, ông bà cũng nói. Thằng Thái hôm tối con đi, nó cũng muốn bảo ra ở riêng. Nhưng anh em trong nhà tham gia với nhau, bảo cứ ở đây cho quây quần, ý con thế nào? Dạ, con theo nhà con, ý nhà con thế nào thì con theo thế ạ. Với lại con cũng nghĩ cả rồi, còn bố mẹ đây ở chung với bố mẹ cho tình cảm. Với lại nhà con là cả, nên ở lại để hương hòa ông bà sẽ tốt hơn. Thì đúng thế còn gì, con nghĩ thế là phải đấy. Thằng Thái nó là trưởng cơ mà. Nói đúng ý, bà Lộc vỗ đùi tán thành. Cái Vân ngồi ăn, biết ý định của Lê, thì cười không đáp. Chỉ có nhà Liên Sơn kia là ăn không nói gì. Nó không hiểu ý đồ của Lê, cho nên luôn rẻ chừng, sợ cô chống trả. Thím ăn miếng riêu, chị nặn riêng cho thím này. Miếng này to nhất luôn đấy. Chị cũng muốn xin lỗi thím vì hôm trước đã to tiếng với thím. Chị đẻ con gái đúng thật là chị còn phải nghe thím chỉ nhiều. Trước lời nhận lỗi của Lê, Liên khá sửng sốt nhưng vẫn chìa cái bát ra để hứng chọn miếng riêu được cho là to nhất nồi này. Lúc đầu Liên đang suy nghĩ xem có phải là Lê cho cái gì không, nhưng về sau nhận ra chẳng phải nó cũng nấu chung một nồi cho tất cả hay sao? Hơn nữa, trước mặt cả nhà, nó không muốn bất hòa, lại nhận thấy Lê giống như đang chịu thua, nên cũng cười sởi lời mà đáp. Chị đừng khách sáo thế, toàn người trong nhà cả. Lê gật đầu ý, Liên cũng không khách sáo, mà sắn miếng riêu thịt ra làm đôi. Vẫn không thấy có gì bất thường, cho đến khi nó cho vào mồm nhai. Liên nhíu lông mày, nhưng rồi mặt nó lại giãn ra nhanh chóng. Lê cũng lấy thêm thịt, thêm riêu cho những người khác, tránh ánh mắt dò xét của cái Liên. Nó vừa mới ăn miếng riêu to nhất, được trộn chung với đất vườn, mà cục riêu này Lê kỳ công chuẩn bị cho nó. Bên ngoài vẫn là tép, là thịt xay, nhưng lớp thịt bên trong là thịt xay trộn với đất, khiến mỗi cái nhai của nó cứ sổn sột lợn cợn sạn. Nó đang nghĩ xem là riêu nó sạn thế, hay đích thị là Lê bỏ gì vào. Mọi người ăn riêu có thấy sạn không? Sao miếng của con sạn thế? Ôi dào, riêu làm từ tép sấy thì chẳng có sạn. Chị ấy đã xin lỗi mày rồi,
Mày đừng bắt bẻ chị ấy nữa. Đúng là xấu người xấu cả nết. Bà Lộc lèm bèm mắng. Liên không dám cãi nữa. Lê Điểm nở cho nó thêm một miếng thịt, nhanh chóng bịt mồm nó lại. Thực tế thì cái Liêm nó có làm tốt tất cả mọi chuyện, có dịu dàng đến đâu, hay thậm chí nó đã đẻ được thằng con trai, thì bà Lộc không có mấy gì làm thiện cảm với nó. So với Lê, thì chắc chắn Lê được bà cưng chiều hơn. Khi nói siêu âm con gái đầu lòng, người ta cũng không thấy ông bà chê trách Lê một câu nào, chỉ động viên Lê sau này đẻ đứa cháu trai. Đáng lý ra, được bố mẹ chồng yêu thương hơn thế này, Lê phải sáng suốt mà để ông bà làm lá chắn đối phó với con Liên này mới phải. Cái Liên này, ngoài khoản dèo mồm ra, thì nó không được hào gì. Thêm nữa, nó nắm được thóp bà Lộc là người mê tín, cho nên bà giao cho nó khoản thờ tự nhang đèn. Nay Thái là trưởng, cũng có vợ rồi, ông Lộc nói. Giờ cái Lê nó lại là dâu trưởng, thì cái Liên phải để cho cái Lê nói chuyện nhang khói hương hỏa phụ chồng. Một năm nhà có bao nhiêu cái rỗ, thờ cúng những gì, cái Liên bàn giao lại cho chị. Ơ kìa bố, việc đấy trước giờ con lo cơ mà, sao nhất thiết phải là chị Lê? Cái Liên bị phế chuất thì phàn nàn. Bà Lộc nói, dù mày có làm tốt, hay căn số mày cao, được ông bà báo mộng, nhưng mày vẫn là bé, cái Lê nó phải là người lo, mày lo thế nào mãi được, trong khi thằng Thái mới là trưởng, chứ không phải là chồng mày. Nhưng... Cái Liên ấm ức định cãi, mắt nó rưng rưng trực khóc. Nếu chuyện thờ tự mà giao cho Lê, thì nó làm gì có gì vịn vào để nhận được sự thương hại của bố mẹ chồng nữa. Thế nhưng ông Lộc nói rồi đấy, nó đâu phải là dâu trưởng. Con nghĩ chuyện đấy cũng không có gì là phải vội vàng cả. Thím Điên tỉ mẩn cẩn thận hơn con, bố mẹ cứ để cho thím ấy làm. Con đứng sau phụ giúp thím ấy, nhờ thím ấy chỉ từ từ cũng được. Toàn người trong nhà, ai làm cũng thế cả. Qua lời nói đỡ của Lê, thì ai cũng thấy có lý. Không những vậy, nó còn cứu cái Liên một bàn thua trông thấy. Cách nói ngọt lại có lý này Lê học ở đâu? Tất nhiên là học của vợ chồng nhà nó rồi. Về phòng, Thái theo Lê đi vào. Từ lúc về đến nhà, Lê không nói chuyện với chồng. Giống như thể Lê về đây không phải là vì Thái, mà là vì con cô, vì muốn đối đầu với hai vợ chồng nhà cách Liên. Suy cho cùng, ai gây khó dễ với mình thì không nói. Đằng này người một nhà, khác gì nhà nó đang triệt đường sống của cô đâu. Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm tí nào. Mục đích của cô về đây, mượn hơi ông bà Lộc. Trong lúc ông bà còn khỏe mạnh, còn làm chủ được cho mình, Lê muốn rạch ròi dứt khoát với nhà nó. Nó thích gây sức ép thì cô sẽ chơi với nó. Một là Lê ở, nó đi. Hai là nó đi thì Lê ở. Sống với người thủ đoạn nham hiểm, nó nghĩ cho lợi ích nhà nó, thì Lê cũng cần phải nghĩ đến lợi ích bản thân và con cái cô. Sao em về mà không bảo anh qua đón? Em có chân, em tự về được mà. Chừng nào em còn có tên trong sổ hộ khẩu nhà này, em đi hay em ở, anh cũng chẳng quyết định được. Lê cười với chồng, nhưng nụ cười lạnh giá, không một chút tình cảm. Nghe vợ nói như đang đe dọa, Thái hỏi. Chẳng phải hôm anh sang nhà mẹ, mẹ bảo anh ở riêng, anh cũng đã nói chuyện với nhà mình rồi còn gì. Vậy anh đã quyết định đi hay ở chưa? Hay được nghe mấy câu ngọt ngào lại nguôi ngoai ý định của mình rồi? Nói cho anh hay, rõ ràng là ở chung, nhưng đôi nào ra đôi đấy. Vợ chồng nhà nào ra vợ chồng nhà đấy, cũng có khoảng riêng và mong muốn riêng. Giống như mỗi vợ chồng là cái thuyền ở chung trên mặt hồ vậy. Vợ chồng nhà người khác còn phải chở con cái người ta. Anh đừng nghĩ người ta có thuyền rồi đòi ngồi chung, không dễ thế đâu. Đối đãi với anh em ruột tử tế là tốt, nhưng đừng hiền lành đến độ cái lý lẽ đơn giản cũng không thể phân biệt được. Đừng biến lòng tốt của mình thành bệnh mãn tính, chỉ biết đồng ý chứ không biết từ chối. Lúc đấy chỉ có vợ con là thiệt. Sao em cứ nghĩ nhiều như thế nhỉ? Toàn là người một nhà. Thái lại bất lực nói, nhưng Lê không quan tâm. Lê mắng chồng. Thà nó là người dưng em không nói, nhưng đây là người nhà em phải nói. Nếu anh đã thích nhường nhịn vợ chồng chú ấy, thì ra ngoài ở riêng, vợ con anh cũng thoải mái vui vẻ. Người ta là người nhà, thế vợ con anh thì không chắc. Trước lời to tiếng của vợ Thái lại bỏ đi. Trong mọi mâu thuẫn, Thái đều chọn cách bỏ ra ngoài,
hoặc im lặng. Nếu có, cũng chỉ là nói đôi ba câu với vợ. Chứ một người thật thà như anh, xung đột là chuyện giảng được tí nào hay tí đấy. Mà nhất là hơn thua với vợ, anh không thích. Thái thương vợ, nhưng cũng xem trọng anh em. Chỉ là khi mâu thuẫn xảy ra, anh chỉ biết động viên vợ nên tiết chế lại cho êm ấm cửa nhà. Nhưng Lê không phải người dễ dàng bỏ qua, bởi cô biết người tiểu nhân sẽ không bao giờ biết điều. Cô có thể nhường nó cái này, nhưng nó sẽ lấn sang cái khác. Lê rất muốn chất vấn chồng rằng, trong đầu Thái, thực chất ai mới là người quan trọng nhất, và vợ con anh thì xếp thứ mấy? Anh tốt bụng không ai cấm, nhưng trước lợi ích của con anh, phải biết đặt lên hàng đầu. Đằng này, sự nhu nhược của chồng khiến Lê phải nổi đoá. Và thật, hay nó lại vô tình làm Lê trở thành đứa con dâu thích gây sự với anh em bên nhà chồng. Nhưng tầm này cô mặc, cô phải tìm cho mình công lý ở nhà này. Chồng cô không làm được, thì Lê càng phải ghê gớm và đanh đá. Thả bị tiếng ác, nhưng đòi được công lý, còn hơn mang tiếng nhưng mất tất cả. Cuộc sống lại chưa đi trong gia đình đông đúc nhà bà Lộc. Vợ chồng Liêm Sơn này thấy biểu hiện của Lê khác lạ, sợ cô làm gì động thủ thì sống tử tế ra hẳn. Nhưng trong thâm tâm thì khó chịu, vì Lê đáng lý phải bị tống cổ về nhà mẹ đẻ mới đúng. Sáng hôm ấy, Lê dậy quét sân, bà Lộc cũng bóc một tờ lịch cho qua ngày kế tiếp. Thấy hôm nay đã là rằm, mà bàn thờ vẫn trống trơn, bà đi ra ngoài hè nói với con dâu. Nay rằm rồi, mà cái Liên nó chưa mua hoa quả, trái cây thắp nhang, chắc nó quên mất rồi. Còn quét xong thì ra chợ mua đồ thờ về, dọn dẹp lau chùi nhang thờ thật sạch sẽ, rồi mới bỏ trái cây hương hoa lên. Lê gật đầu, bỏ dở cái sân quét nửa vời, rồi nhanh nhẹn đi ngay. Cái Liên thi thoảng cũng quên hôm rằm, bởi đi làm công ty suốt ngày, cho nên bà bắt nó mua trái cây từ 14. Hôm nay rằm mà nó chưa mua, có nghĩa là nó đã quên mất rồi. Bình thường là bà Lộc sẽ gọi cái Liên, rồi chửi vào mặt nó vì nó quên mua đồ. Nó vin cái cớ là có căn có quả để được lòng bà. Vậy mà chuyện thờ cúng nó lại không để tâm. Này có Lê ở nhà, bà bảo con dâu trưởng đi cho tiện. Sau khi mua được các thứ về, Lê lau sạch hết tất cả, rồi mang cốc chén, đĩa đựng trái cây lên bàn thờ đem rửa. Nhìn chân tay thoăn thoắt của con dâu, bà Lộc rất ưng. Hôm trước, bà Lộc cũng có nói, sau thủ thờ có để một cái thau đồng. Chuyện đựng nhang cháy dở hay cho nhang bị đầy gạt vào cái thau đồng ấy, chờ đến ngày tất niên cuối năm mới mang chỗ đồ trong thau đấy đi đốt. Lê cũng nghe lời dặn, mà gạt tàn hương lẫn cây nhang ngả ra thau đồng. Trong thau đồng lúc đấy có một túi nhang, còn mấy nén chưa thắp. Không biết ai lại vứt vào thau này. Lê tiện tay cầm lấy túi đựng nhang, rồi rút ra trong đấy độ 30 cây, lẩm bẩm. Lê nói một mình. Lạ nhỉ, nhang có vấn đề gì mà lại vứt đi? Tiếc của, Lê cầm nó nhanh, ra hỏi bà Lộc, thì bà cũng lắc đầu. Mẹ cũng không biết đâu, trước giờ chuyện lau chùi dọn dẹp đều do cái Điên làm. Mẹ đến tuần rằm mùng 1 chỉ biết khấn thôi, cái đây chắc nó phải bị sao thì nó mới vứt đi chứ, hay là ướt? Bà Lộc nói, rồi nêu ra giả thiết, cầm bó nhang trên tay. Lê thấy có cái thứ gì đó không được đúng. Ướt thì ướt, đem phơi khô đi là được. Đằng này vứt nhiều nhang mới đi thế này, mang tội chết. Lê bỏ nhang ra khỏi túi, rồi phơi ra mép trang thờ. Sau mấy tiếng nghĩ là không còn ẩm, Lê cầm 3 nén nhang lên, châm lửa đốt. Kỳ lạ thay, trong 3 nén đấy thì có 2 nén tắt ngang, còn 1 nén cháy bình thường. Chồng thấy nhang lại tắt, Lê nhớ đến ngày cưới, cô cũng thắp nhang khấn gia tiên, nhưng bị cháy giữa chừng lại tắt. Nhang cứ tắt đến mấy lần, chỉ đến khi cái Liên ra khấn vái, khẩm khẩm, đưa cho Lê cây nhang, nó tự châm, thì mới không còn tắt nữa. Ngày tháng trôi qua, sự việc lạ lẫm ấy bị trôi vào quên lãng. Sau thời gian ở cùng với vợ chồng cái Liên, cũng biết bộ mặt thật của chúng nó nham hiểm thâm ngầm. Nay chuyện nhang chẽn nhớ lại. Lê không khỏi nghi ngờ chuyện này có đúng là do tâm linh hay là có kẻ dở thói bẩn ngay từ khi cô bước chân về đây. Đánh mắt qua chỗ nhang còn thừa, nhìn chăm chú, Lê phát hiện ra cùng là trong một bó, nhưng cây ngắn cây dài. Phần chân nhang của nén thấp có ai đấy đã bẻ đi một ít, nên phần đầu ngoài
còn có sợi tre thừa. Tổng cộng Lê đếm được, trong gần 30 cây nhang đấy, chỉ có tầm 5 cây nhang bẻ ngắn đi phần chân. Lúc đầu, Lê nghĩ cũng có khả năng nhang làm lỗi, cho nên cây ngắn cây dài. Thế nhưng nghĩ kỹ hơn, đấy là vết bẻ bằng tay, chứ không phải người làm bị lỗi về kích thước. Không những thế, cây nhang dài kia, phần đầu nó cũng có vấn đề. Đầu nó giống như thể bị chất gì bám lấy. Cây thì trên đầu, cây thì cách đầu nhang xuống chút lại có. Nhìn bó nhang nhiều, nhưng lại bị vứt đi đầy nghi ngờ. Suy nghĩ một lát, Lê lấy một cây ngắn và một cây dài đốt cùng nhau, rồi xem kết quả thế nào. Thì sau một lúc, cây ngắn vẫn cháy, còn cây nhang cao hơn, chỉ cháy một ít rồi tắt hẳn. Trong lúc ấy, hẳn là Lê biết có kẻ chơi xấu mình, mặc dù cô rất tin vào tâm linh. Nhưng chuyện lộ liễu thế này, thì chẳng thế nào là tâm linh làm được, mà chỉ có người với người hại nhau mà thôi. Để xác minh lại một lần nữa rằng, việc mình nghi ngờ là đúng, Lê chạy về phòng lôi ra cuốn album chụp hình cưới. Tuy không nhiều, nhưng mỗi một cảnh đều được chụp lưu niệm. Trong đấy có cả tấm hình hai vợ chồng làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Lê muốn xem lại hình đấy là bởi cô muốn xác định thêm một lần nữa cái túi nhang dở này là cái túi nhang được thắp vào đúng hôm lễ cưới của Lê. Đúng y, cũng là cái bì đấy. Lê buột miệng chắc chắn một lần nữa. Hóa ra cái liên này nó không ưa cô từ sẵn rồi, chứ không phải đến khi cô nhận ra chúng nó bớt xén tiền cưới mới trở mặt. Nó đã lật lọng từ trước đó rất lâu. Bên ngoài thì vẫn thân thiết, nhưng bên trong âm thầm ném đá giấu tay. Biết bà Lộc Tín cố tình đánh vào tâm lý này để bà ấy ghét cô đây mà. Nhưng may mắn thay, bà lại thương Lê hơn cái liên nhiều. Lê nén nhịn cục tức này, chờ cái liên đi làm về mới tính sổ. Cô định nói cho bà Lộc nghe trước, nhưng sợ bà nóng lẩy lại đỡ mất chuyện hay. Trưa, cái liên nhớ ra nay ngày rằm, liền tất tả mang hoa quả vào lau dọn. Bà Lộc đứng đấy thì trách. Có cái chuyện nhang khói mà lo không lên thân. Tính hay quên thì mua từ 14 đi. Dặn mãi mà đầu cứ đặc xịt ra, chẳng được cái tích sự gì. Cái Lê nó mua về rồi, để đồ của chị sang bên kia đi. Mẹ thông cảm cho con với, con việc chồng chất, chứ nào phải chơi đâu. Để con để hoa sang bên này cũng được, lỡ mua rồi hai lọ hoa, trái cây mới thì càng thêm lộc chứ có gì đâu. Liên nói khéo, bà lại cho nó để lên cạnh. Lê nấu cơm xong thì lên nhà, loanh quanh uống nước nôi chờ đợi. Sau khi lau một lượt nữa, Liên theo lệ lại đưa cho bà Lộc một nén nhang đã châm sẵn. Nhưng ngặt nỗi, cứ cháy được nửa vời, nhang lại tắt đứt đoạn. Bà Lộc chau mày nói. Sao thế? Sao lại thế này? Hay là có điểm gì sao? Bà Lộc nhìn lên ban thờ lo lắng. Cái Liên cũng không biết chuyện là thế nào. Lê bên cạnh trông thấy thì đi đến. Không nói không rằng, Lê rút một nén nhang ra, châm lửa đốt. Đợi cho cháy đều, Lê đưa ngang tầm mắt khấn lẩm bẩm, rồi đưa cho bà Lộc. Mẹ cắm vào bát đi, con đảm bảo là nó không tắt nữa đâu. Bà Lộc nhìn Lê, đầy nghi hoặc, nhưng cũng làm theo. Cái Liên đứng đấy cũng chưa hiểu ra được sự tình. Đúng thật qua tay Lê, cây nhang cháy được rồi rực hồng cho đến khi bà Lộc cắm xuống mà không bị tắt nữa. Xong việc, ba người kéo nhau xuống nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, bà Lộc không giấu được mà kể ngay sự ra. Này, vừa nãy nhá, cái Liên châm nhang cho tôi thắp hương gia tiên, lại tắt đấy. Ấy thế mà cái Lê nó châm cho tôi, rồi khấn khấn thế nào lại không tắt. Bà Lộc thật thà kể ra. Có lẽ bà quý Lê hơn, cho nên cái vụ hôm cưới cô làm tắt nhang, bà không còn nhớ nữa. Chứ phải là cái Liên, thì bà sẽ chỉ chiết nó đến chết. Vậy có phải chị Liên hết có căn có quả mà chuyển sang chị Lê phải không? Nói thì lại bảo nói to, chị Lê chẳng phải dâu trưởng hay sao? Giờ có dâu trưởng, bắt dâu thứ làm ra tiên chẳng của. Cái Vân nói vào, Lê biết thừa cái Vân này đang dựa vào sự mê tín của mẹ mình để lái sang chuyện khác. Cái Vân cũng không hề biết chuyện hôm cưới nhang tắt và hôm nay nhang tắt là toàn người làm ra cả. Cái Liên ngồi đấy không nói gì,
nó cũng không có biểu hiện gì nhận ra Lê là chủ mưu. Ông Lộc gật đầu xen vào. Chưa còn gì nữa, có thể hôm cưới chưa báo cáo gia tiên rõ ràng, cho nên không thắp được nhang. Bây giờ cái Lê có bầu, cũng ở đây một thời gian rồi, tổ tiên chấp nhận cũng là lẽ thường. Ơ kìa bố, bố còn nhớ chuyện nhang tắt hôm cưới của con à? Lê giả vờ ngạc nhiên, rồi reo lên. Ông Lộc gật, ông đáp. Sao lại không nhớ? Hôm đấy mày thắp nhang bao lần có được đâu, phải nhờ cái Liên khấn xin hộ đấy thôi. Khi biết chắc chuyện ngày xưa, mọi người vẫn còn nhớ, Lê cười nhạt, nói nhẹ nhàng. Bó nhang hôm đấy với bó nhang hôm nay là cùng một bó đấy ạ. Con thấy nó được để trong thau đồng sau tủ còn nhiều, nên con phơi đấy. Chẳng phải là gia tiên mình chấp nhận con, hay thế nào đâu. Chẳng qua nãy con bốc chúng nén nhang cháy được thôi. Không thể nào, lại còn thế nữa. Cái Vân nhíu mày không tin, bởi nó cũng nào có biết chuyện này đâu. Con bé bảo thủ không nói không rằng, đứng dậy chạy về phía gia tiên. Vừa lấy túi nhang, rồi le te chạy xuống. Cái Vân vô tình làm đúng ý của Lê khiến cô cười. Liên ngồi đấy, có vẻ nó đã đánh hơi được nguy hiểm. Ánh mắt đảo chẳng khác nào Giang Lạc. Nó cứ liếc Lê suốt, nhưng cô lại lờ đi, coi như không nhìn thấy. Vân giơ túi nhang trước mặt Lê, nó nói. Này, chị lọc thử xem cây nào cháy được, cây nào không. Nói thế há chị bảo em là đứng bên ban thờ chọn nhang không cháy cho chị à? Cái Vân sợ người khác đổ oan, nên mồm vừa nói, vừa đổ cả bó nhang ra bàn. Lúc này, cả nhà cũng tò mò trông vào mấy thẻ nhang trên bàn. Lê hỏi. Vậy, nhìn vào đây, mọi người có đoán được thẻ nào cháy, thẻ nào không cháy không? Tất cả nhìn, rồi lại cùng nhau lắc đầu. Lê để lại cho chúng nó bằng nhau, thì cây thụt cây thỏ. Cái Vân lại nói trước. Cùng một túi, mà cây thấp cây cao ư? Đúng, một túi nhưng dài ngắn lại không giống nhau. Số lượng cây ngắn rất ít, còn cây dài là nhiều. Bình thường nếu nhà người ta làm lỗi, người ta sẽ làm phần trên ngắn lại, phần cắm xuống bát dài ra, để cho cháy nhanh hết, đỡ tốn nhiên liệu làm. Nhưng mọi người để ý xem, đây hoàn toàn không phải bị lỗi, mà chỉ là phần cắm bị người ta cắt, bớt, ngắn lại. Lộ ra vết lơm nhơm, chủ yếu là để đánh dấu cây nào cháy được, cây nào không. Lê nói đến đây, thì không khí bắt đầu trầm hẳn xuống. Vân vẫn chưa hiểu ý, nó lại hỏi. Nhưng rõ ràng, hôm ấy em đưa nhang cho chị là không hề chọn, nhưng sao nó không cháy? Nó vẫn phải có xác suất bốc trúng chứ, đằng này không cháy một cây nào. Lê nhìn Vân, đúng là nó còn bé, chưa suy nghĩ được thủ đoạn con người. Lê im lặng, chưa trả lời vội. Bỏ nhang lại vào túi, rồi chìa ra mấy thẻ nhang cao hơn, rồi chỉ vào giải thích tiếp. Thì lúc đấy em nào biết được, nhang không cháy được là do nhang hay tâm lý chung. Lúc đấy chị nghĩ tổ tiên không nhận chị. Khi chị để nhang thế này, cây dài, chị cho lộ hẳn ra ngoài túi. Tâm lý người bốc cũng chỉ bốc cây lòi ra, chọn cũng chỉ mấy cây đấy. Nhưng mấy cây đấy đều không cháy được. Bởi chị phát hiện ra trên đầu mỗi cây nhang đều được sáp nến vẩy vào một tí ti. Gần như mắt thường không thể nào nhìn thấy. Nói đến đây, Lê lại rút ra một cây nhang trong bó đấy ra đốt. Đúng thật, nó chỉ cháy chút ít, rồi đến một đoạn người ta thấy phần thân giống như bị rảy nước, rồi lửa cũng tắt ngúm phần đấy. Lê chỉ vào đáp. Đây chính là phần có sắp nến, gặp lửa cháy, nó sẽ giống như bị nước dập tắt ngay tức khắc. Cái Vân chị khẳng định sẽ không bao giờ bốc được cây nhang ngắn đấy, vì đã có người cố tình cho nó bên dưới. Rồi để hẳn vào trong bì, và xác suất 50 cây, có 5 cây cháy được thì khó để mày bốc được lắm. Lê nhếch mép cười, cho đến bây giờ, cô một lần nữa tin cái Liên giở trò với mình. Khi mặt nó cắt không được giọt máu, nó giả vờ đi ra ngoài thì bị Lê gọi. Kìa thím Liên, chị còn nói chưa xong mà, thím định đi đâu? Em định đi vệ sinh thôi, chị cứ nói tiếp đi. Lê không quan tâm nó nữa, mà quay ra kể nốt. Khi không cháy, sẽ có người muốn chứng tỏ mình cứu nguy được cho gia đình, hay để mọi người tin rằng nó là cầu nối giữa tâm linh
và gia đình là người có căn quả, nó sẽ ra mặt. Lấy cây nhang đã đánh dấu sẵn rồi đốt, nhang sẽ cháy và mọi người sẽ lại tít sái cổ. Giống như lúc nãy mẹ đốt nhang cũng có cháy được đâu, con phải chọn cây nhang thấp hơn đốt cho mẹ, nó mới cháy đấy. Bởi thế cho nên chuyện đấy không phải dựa vào tâm linh, mà chỉ dựa vào người với người hại nhau mà thôi. Tôi nói thế có đúng không Thím Liên? Câu hỏi cuối cùng của Lê khiến tất cả nhìn về hướng Liên. Rồi trong vài giây ngắn ngủi, mọi người nhận ra người Lê nói đến trong suốt câu chuyện vừa rồi thì chỉ nhắc cách Vân, còn sự việc cách Liên chạy đến rút nhang châm cháy rồi đưa cho Lê thì Lê lại không chỉ đích danh. Kể xong hết rồi, nay Lê lộn lại hỏi thì mọi người nhận ra còn bỏ sót một người. Sơn nghe xong thì trong mày tỏ ý bênh vực vợ. Nó nói với Lê: "Chị nói thế là có ý gì? Chỉ vì vài câu giả thiết tưởng tượng chị nói ra để nhà tôi mất đoàn kết chứ gì? Hại chị thì vợ tôi được cái gì nào?" Lê nhìn Sơn. Cô phải phục vợ chồng nhà này đồng lòng thật. Ít ra cô cũng nể thằng Sơn ở chỗ nó không biết là vợ mình sai thật hay không. Nhưng cứ thấy ai động đến vợ mình là nó sẽ đứng ra bênh cái đã. Chứ không giống như chồng cô. Khi người ta chỉ trích vợ cũng chỉ biết vào hùa giáo huấn vợ. Phải như người khác là đuối lý thua rồi đấy. Nhưng Lê cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn với cái nhà ăn nói không thua ai bao giờ này. Tôi cũng không biết đâu. Sáng nay mẹ bảo tôi dọn trang thờ, tôi mới thấy bó nhang này vợ chú vứt ở thau đồng sau tủ tôi. Hỏi mẹ thì mẹ bảo không rõ. Bà thấy nó ở đấy lâu rồi, nhưng vợ chú là người dọn dẹp nên bà cũng nghĩ cái nhang đấy phải có vấn đề gì nên mới vứt. Tính tôi hà tiện, nghĩ nó bị vứt đi vì ướt nên bỏ ra phơi. Lúc sau tôi mang vào đốt thì cây thấp cháy được, còn cây cao lại không. Nhớ đến chuyện hôm cưới, tôi lấy ảnh cưới ra xem thì phát hiện ra bó nhang đấy cũng đốt vào hôm cưới. Cho nên tôi mới làm lại cách mà Thím ấy đã làm với tôi thôi. Thím ấy giả vờ thân thiện rồi dùng cách bẩn hạ bệ tôi để mẹ nghĩ tôi không được gia tiên chấp nhận, để cho mẹ ghét tôi, để cho nó có vớ vịn vào. Ở chung nhà thật Thím ấy chỉ được cái dẻo miệng thôi, còn sau lưng thì chơi bẩn chị em. Giống như vụ chú Thím nhận đi thanh toán cỗ cưới mà tôi bị âm mất mấy chục triệu đấy. Này, nghèo khó xin thì tôi cho, nhưng vợ chồng chú Thím bẩn lắm, bẩn từ trong ra ngoài. Có giỏi hai vợ chồng dắt nhau ra ngoài xã hội mà ăn. Đừng lấy sự tin tưởng của vợ chồng tôi mà lợi dụng chứ. Hèn. Lê nói cho bằng hết. Cái Liên im lặng không biết nói thế nào. Bà Lộc ngồi đấy lớn tiếng hỏi: "Liên, thế này là thế nào? Chuyện cái Lê nó nói có phải thật hay không? Sao mẹ không nói gì?" "Con..." Liên xanh mặt ấp úng. Cái thái độ này là đang suy nghĩ hết công suất để bật lại đây mà. Nhưng Lê lại nói thêm, hòng cho nó không giả mồm được nữa: "Nếu Thím không nhận thì để tôi lấy thêm bằng chứng cuối cùng." Thực tế là Lê hết rồi, chẳng còn gì nữa cả. Cô chỉ nói mồm thế thôi. Nếu nó cãi thì cũng chịu. Nhưng may mắn thay, Liên khóc lóc gật đầu nhận toàn bộ. "Đúng, là con làm. Thế nhưng cả nhà nghe con giải thích đã. Không phải bỗng tự dưng con lại làm như thế. Cũng chỉ vì hôm mẹ bảo con đi xem bói, thầy bảo anh chị ấy tuổi không hợp nhau. Nghĩ nếu về nói không hợp, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Cho nên con mới nói dối là hợp. Hôm cưới anh Thái, sợ tổ tiên của, cho nên con mới làm thế này. Bởi nếu không làm thế thì gián tiếp con biết mà che giấu. Nên khi đấy con mới bày ra vậy, rồi thay chị Lê khấn. Con không có ý gì xấu cả, chỉ là con lo anh chị ấy không lấy được nhau thôi." Cái Liên nói xong thì bật khóc, trưng ra vẻ mặt thảm thương cho mọi người đỡ trách. Phải khen vợ chồng nhà này có tài biến đen thành trắng giỏi thật. Nhưng Lê không cho phép nó bẻ cóc sự thật, rằng nhà nó không ưa cô ngay từ đầu. "Mày nói láo, chỉ vì không hợp tuổi mà mày ra chuyện này thì có kỳ công quá không? Mày không cho tao khấn ra tiên mà mày vin vào cái cớ không hợp tuổi. Nghe sao nó không một tí nào liên quan nhau như thế. Mày thay tao khấn với chồng tao, chỉ có thể làm mày phải lòng chồng tao đúng không?" Trước câu nói của Lê, cả nhà sửng sốt đứng ngồi không yên. Người già mồm gặp người già mồm hơn
khiến cái Liên chết sững. Đúng thật, cái lý do của Liên đưa ra nó chẳng xác đáng tí nào. Ngược lại, cả nhà thấy Lê nói lại hợp lý hơn. Bà Lộc không nghe nổi nữa. Trước giờ bà không ưa nó, chỉ là nó làm được việc nên bà dịu đi một chút. Nay biết nó bày trò ra hại người nhà, bà Lộc không nhịn được mà ném bát cơm cái Vân vừa mới xới lúc nãy vào mặt Liên, trúng vào mũi khiến nó bị chảy máu. Bà chỉ vào mặt nó rồi quát tháo. Mày là cái thứ quái gở, tao không nói đến chuyện mày có phải lòng thằng Thái hay không, nhưng mày lừa lọc tao, lừa dối, bán bổ ra tiên. Ai cho mày thay mặt cái Lê? Mày đựng nước thả câu đấy à? Ai cho mày cái quyền tự quyết đấy? Ở trong nhà này còn bố mày, còn tao thì đừng có dở trò. Cảm thấy không ở được thì cút ra ngoài, vợ chồng tao không giữ. Cái Điên bị phang chảy máu mũi thì khóc rưng rức. Thằng Sơn phải dìu vợ về phòng. Trước khi đi, nó căm phẫn nhìn Lê rồi thốt thành lời. Anh em chúng tôi sống từ nhỏ đến giờ chưa mất lòng nhau bao giờ. Chỉ về có mấy tháng mà lúc nào cũng lên. Muốn tao sống tử tế thì vợ chồng mày ném đá giấu tay ít thôi. Lê cũng chẳng vừa mà bật lại. Cả nhà chẳng ai nuốt nổi, lại tản ra mỗi người một hướng. Trên mâm chỉ còn cách Vân và Lê ngồi ăn. Tuy sự việc vừa rồi diễn ra không ai nuốt nổi, ấy vậy mà hai chị em nhà này vẫn ăn ngon lành. Vân nhìn Lê bĩu môi. Tính ra chị cũng đâu có vừa đâu, cũng thông minh phết đấy chứ. Thế mà hôm trước cãi nhau đôi ba câu bỏ về ngoại, em lại cứ tưởng chị hiền lành, dễ bắt nạt lắm. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt đấy. Lê cười cô đáp. Thì mày chẳng nói chị không được bỏ cuộc, phải quay lại đây chiến đấu. Không được dễ dàng bỏ đi sẽ khiến nhà nó có lợi thế hay sao? Với lại chị cũng nghĩ cả rồi, chị không thể sống cho mình chị được. Còn con chị không muốn con mình bị mất quyền lợi chỉ vì những người tham lam. Sau sự việc bại lộ ấy, người ta không thấy nhà bà Lộc cười nói với nhau như trước. Căn nhà rõ là đông người, nhưng lại im bặt một cách u buồn. Không khí cũng kiểu ngập mùi súng đạn. Sự căng thẳng xâm lấn hết tâm trí, không hỏi han nhau, không mời chào, không cười nói. Nó thể hiện sự cạch mặt, đấu đầu nhau rõ ràng. Cũng may ông bà Lộc còn sống đấy, chứ không chắc anh em cũng đánh nhau chết. Lê nói ra chuyện bị Liên chơi bẩn, không chỉ để vạch mặt nó, mà cô còn muốn cho mọi người thấy chúng nó thủ đoạn thâm ngầm đến cỡ nào. Giống như chuyện tiền cưới, Lê đã nhịn không nói, nhưng nó vẫn lấy cớ khác để chối tội. Nếu cô không nói gì, lần sau nó nghĩ cô ngu mà bày mưu hại tiếp. Cái Liên bị bà Lộc đưa cái bát vào mặt thì tính bầm cái mũi, tụ cả máu ở sống mũi. Mỗi lần có ai ở nhà, nó đều làm ra vẻ đáng thương. Nhưng đến khi có Lê, nó liếc muốn nổ mắt tỏ vẻ căm phẫn. Không biết Sơn nói gì với Thái, mà tối Thái lại bắt vợ xác xin lỗi. Em là chị, em lại đi chấp nó ư? Giờ nó bị mẹ đánh cho chảy máu mũi thế kia, em sang nói đôi ba câu, làm hòa cho gia đình yên ổn. Không. Lê trả lời dứt khoát cụt lủn. Từ hôm về ngoại đến giờ, Lê như biến thành con người khác, lầm lì ít nói, kể cả là với chồng. Mỗi lần nói ra đều khiến Thái bỏ đi. Lê chợt hiểu rằng người chồng quá đỗi hiền lành đến mức ngu dại này chẳng thể nào che chắn cho mẹ con cô sau này. Nói gì đến là bên ngoài xã hội, đến trong nhà như thế này cũng chẳng nổi. Ngày trước cô từng nghe, chỉ cần lấy một người đàn ông hiền lành, đồng cảm, thấu hiểu, cùng vợ vượt qua chông gai bão tố cuộc đời đã là hạnh phúc. Nhưng đến giờ cô lại nghe được câu cái gì cũng có cái giá của nó. Gia trưởng nhưng lại gần như lo toan hết mọi thứ, vợ gần như không được quyết định hay nhúng tay vào, còn hiền lành thì ngờ ngạch, chẳng quyết được chuyện gì nên hồn, vợ phải vất vả gấp đôi. Hóa ra gia trưởng cũng không phải là xấu cả, hiền lành cũng chẳng phải tốt hết. Cái gì cũng có mức độ, nhưng mức độ hiền lành như Thái thì cô sẽ chịu thua. Đấy là lưng chừng của suy nghĩ, còn sâu thẳm trong tâm can, Lê nào muốn gây sự hay hờn dỗi chồng vô cớ. Cô cũng không muốn tình cảm rạn nứt, hay sau này vì mâu thuẫn mà con cô không có cha. Nó đang được chẩn đoán bị tật bẩm sinh, cô càng phải muốn con mình đầy đủ tình yêu của cả cha lẫn mẹ.
Nhưng nếu như cô hiền lành, cam chịu, thì đồng nghĩa với việc bị đạp dưới đáy ngôi nhà. Sẽ không có quyền quyết định. Đến một chút ý kiến cũng không có. Được cái nọ, thì mất cái kia. Cô thả làm con đàn bà đanh đá, khó chịu, để giành lấy tất cả, còn hơn là nhu mì, để rồi mất hết. Khi chồng còn chưa ngoác mồm ra nói lý, hay định hỏi đi, thì Lê đã đứng dậy nói lốt. Đối với anh, thì vợ lúc nào chẳng sai phải không? Cho dù nhà con Liên thằng Sơn, nó có thủ đoạn đến thế nào, thì máu mủ cũng chẳng bỏ được phải không? Còn vợ con, thì mãi mãi xếp sau tất cả chứ gì? Ý anh là như thế chứ gì nữa? Được, nếu anh sai, thì anh sang đấy mà xin lỗi chúng nó, và nhớ nhắc chúng nó, cái ném của mẹ là còn nhẹ đấy. Nếu còn dở trò bẩn sau lưng con này, thì đừng trách con này không nể mặt bố mẹ. Lê nói xong, thì bỏ đi ra ngoài, để lại chồng đứng đấy. Lê ra đến hè, thì chán trường, bất giác cười nhạt. Đến bao giờ cô mới được yên ổn đây? Kể từ hôm xảy ra chuyện, quan hệ giữa ông bà Lộc cũng không còn như trước. Lê không hiểu là vì cô là người vạch ra chuyện này, hay vì bà tin Lê là khởi nguồn của mọi mâu thuẫn trong gia đình, hay cũng có khả năng bà tin vào mồm kết Liên rằng cô và Thái không hợp tuổi. Nói gì thì nói, bà có thể bao bọc cô, yêu thương cô, thì chẳng lý do nào bà lại vì mấy câu bơm đều của nhà nó mà nhìn cô với con mắt khác. Nhưng thôi, chuyện thì đã thế rồi, cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, không vì gia đình, thì còn phải vì chính bản thân mình nữa chứ. Nhưng cũng từ đấy, người ta mới phát hiện ra Lê với Thái có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Thái thật thà, thì Lê rất khôn ngoan và hay để ý. Không hay không phải, cô nói ngay, chứ không nhịn bao giờ. Cái tính này của con gái bà Nga sợ nhất. Bảo con cố gắng sửa, nhưng hình như càng ở trong môi trường khắc nghiệt này, thì cái tính bộc trực khẳng khái lại tỏ ra mạnh mẽ. Ngày hôm sau, là tròn 5 tháng, Lê có hẹn với bác sĩ khám lại. Từ mấy đêm trước, Lê cũng đã chẳng thể ngủ nổi, vừa hồi hộp, vừa lo. Chỉ mong chẩn đoán của người ta hôm trước là sai, là nhầm, và con cô vẫn khỏe mạnh. Hôm nay, Thái lại đưa vợ đi, dù giận dỗi nhau suốt ngày, nhưng vì con, vì còn thương nhau, anh vẫn đưa vợ đi khám. Hơn ai hết Thái hiểu, con cái mà làm sao thì người mẹ là người đau khổ và buồn lòng nhất. Lần này đi, bà Lộc không tíu tít như hôm trước, cũng không cho tiền con dâu, cũng có thể bà biết. Lê mang bầu con gái rồi nên không còn trông ngóng và cũng có khả năng vì Lê sửng cổ với nhà chồng nhiều lần. Bà có thương con dâu bao nhiêu mà xảy ra nhiều chuyện vậy cũng khó lòng mà giữ được thiện cảm như ban đầu.